Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 246, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Vạn Thu Giã lấy ra một viên bảo thạch màu đen kỳ quái nói, đây là đá thệ ngôn, ngươi bắt buộc phải lập lời thề, không được tiết lộ Lôi Viêm chiến thể mới có thể xem. Đá thệ ngôn chính là một loại bảo thạch thần bí, nắm chắc nó trong tay rồi tuyên thệ với thiên đạo, một khi phản bội lời thề sẽ có kết cục rất thảm. Trong thế giới võ giả thì cũng không phải là vật kỳ lạ hiếm thấy. Ta Lâm Nhất xin thề, nếu tiết lộ Lôi Viêm chiến thể cho người thứ ba biết ắt sẽ bị trời phạt. Mặt Vạn Thu Giã giãn ra một nụ cười, đến khi Lâm Nhất tuyên thệ xong mới giao bí tịch cho đối phương. Lâm Nhất không nói một lời, giở từng chương bí tịch ra xem. Nói một cách nghiêm khắc thì đây cũng không được tính là võ kỹ tiên thiên, mà chính là một môn công pháp tiên thiên thượng phẩm. Có điều giá trị thì vẫn chỉ cao chứ không thấp. Nhưng khi Lâm Nhất xem đến trang cuối cùng, sắc mặt hơi thay đổi, thiếu mất mấy trang chứa nội dung quan trọng. Không có tâm pháp tầng thứ 5, đây là bản tàn quyển. Ánh mắt Vạn Thu Giã lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Vạn Phong nói, lẽ nào Phong Nhi chưa nói với ngươi, môn công pháp tiên thiên thượng phẩm này vốn đã hơi thiếu sót ư? Sắc mặt Vạn Phong lập tức tỏ ra có chút căng thẳng, hắn ta quả thực đã không nói rõ với Lâm Nhất, hắn ta cảm thấy cũng gần đủ rồi. Hơn nữa đây là công pháp tiên thiên, giá trị so với võ kỹ còn cao hơn rất nhiều. Vừa nhìn sắc mặt của Vạn Phong, Vạn Thu Giã liền hiểu ra ngay, âm trầm nói, như vậy đi, ngươi còn có yêu cầu gì cứ đưa ra thêm lần nữa, ta sẽ bù đắp ngay. Ta muốn một suất tiến vào linh hồ hấp thu linh nhũ tiên thiên. Không được, số lượng có hạn, một lần hấp thu là phải bồi dưỡng 10 năm. Ngươi đổi cái khác đi, ta có thể cho ngươi một vạn miếng linh thạch trung phẩm. Vạn Thu Giã quyết đoán từ chối, một suất đó đồng nghĩa với việc sẽ giúp Vạn gia sinh ra một cường giả tiên thiên. Còn Lâm Nhất có mạnh thêm thì cũng không thể ở lại Vạn gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy thì không cần đàm phán nữa, cuốn Lôi Viêm chiến thể này ta có thể thề thêm lần nữa không bao giờ tu luyện, Lâm Nhất đặt quyển bí tịch xuống, bình tĩnh nói. Ngươi chắc chắn, Vạn Thu Giã khẽ nhíu mày, không ngờ được Lâm Nhất lại cương nghị như vậy. Không nói một lời liền trực tiếp từ bỏ cuốn công pháp tiên thiên thượng phẩm trên tay. Chắc chắn, lúc Vạn thiếu gia giao hẹn với ta không hề nói bí tịch bị thiếu sót. Chuyện này không trách ta được, ta tự thấy không hổ thẹn. Lâm Nhất hành xử quyết đoán, khí phách ngời ngời. Được, nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta lấy được mảnh linh hồn này, ta sẽ cho ngươi một suất. Vạn Thu Giã cũng rất quyết đoán, sau khi hơi do dự liền đưa ra quyết định. Đa tạ. Lâm Nhất lập tức cầm lấy quyển bí tịch, hỏi cuộc cạnh tranh linh hồ khi nào sẽ bắt đầu. 5 ngày sau. Vậy được, ta xin cáo lui trước, hẹn gặp lại 5 ngày sau. Lâm Nhất chắp tay cáo từ. Cha, con sai rồi, thật sự không ngờ Lâm Nhất lại có lòng tham như thế, Vạn Phong có chút lo lắng, dù sao chuyện này cũng do hắn ta không nói rõ ràng mới khiến Vạn gia tốn mất một suất. Lòng tham. Sau khi Vạn Thu Giã ngồi xuống thì cười xòa nói. Như vậy không phải là lòng tham, đó gọi là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, còn phải học hỏi thêm nhiều vào. Tại sao à, Vạn Phong tỏ ra không hiểu, ánh mắt toát lên sự ngờ vực. Rất đơn giản, bởi vì bản thân hắn nắm chắc một môn võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Nghĩ lại con hiện giờ đã mở được 2 khiếu rồi nhưng vẫn chưa luyện thành võ kỹ tiên thiên thượng phẩm truyền thừa của gia tộc. Có năng lực, có tự tin, cho nên tất cả yêu cầu đều không phải là lòng tham. Việc này... Sắc mặt Vạn Phong sửng sốt, rõ ràng khiếp sợ không thôi việc Lâm Nhất nắm vững trong tay võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Võ kỹ tiên thiên cấp bậc càng cao thì yêu cầu ngộ tính càng cao. Bản thân hắn ta đã từng thử rất nhiều lần, để nắm vững một môn võ kỹ tiên thiên thượng phẩm có thể nói là khó như lên trời. Ít nhất cũng phải cho hắn ta thời gian nửa năm mới dám nói có thể đạt đến tiểu thành. Nhưng Lâm Nhất chỉ mới mở 1 khiếu mà đã nắm vững một môn võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Hoàn toàn không dám tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Đừng ngây ra đó như vậy, thiên tài trên đời này con còn chưa thật sự gặp qua sao. Chuẩn bị cho tốt đi, 5 ngày sau con cũng phải đại diện cho Vạn gia xuất chiến đấy. Thần sắc Vạn Thu Giã bình tĩnh, không chút gợn sóng. Ở tuổi này ông ta sớm đã không còn kinh sợ trước những chuyện kỳ quái nữa rồi, thậm chí ông ta cũng đã từng tiếp xúc qua với nhân tài kiệt xuất còn yêu nghiệt hơn Lâm Nhất gấp nhiều lần. Vạn Phong tỏ ra suy sụp, có chút mất tinh thần rời đi. Nghĩ lại bản thân lúc mới đầu gặp đã hoàn toàn coi thường đối phương,
Thậm chí còn nói với Lâm Nhất rằng ngươi không bằng ta mới là chuyện hai năm rõ mười. Bây giờ nghĩ lại đúng là quá mỉa mai. Chương 247, Viêm Ma Chi Khu. Trở lại biệt viện nhỏ, Lâm Nhất bắt đầu xem xét Lôi Viêm Chiến Thể. Bộ công pháp này được xưng là thượng phẩm, ở cảnh giới tiên thiên chắc chắn rất cường đại, nhưng điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Lôi Viêm Chiến Thể, cái tên nói lên tất cả, chắc hẳn phải luyện hóa hai thuộc tính không giống nhau. Bất luận là Lôi Đình hay Liệt Diệm, đều là những linh khí thiên địa cực kỳ táo bạo, chỉ cần cô đọng một trong hai thứ đó đã nguy hiểm trùng trùng rồi. Muốn nắm được cả hai yếu tố này thì e sẽ càng nguy hiểm hơn. Nếu như không phải có chút cố kỵ, đoán chừng Vạn Gia cũng không dễ dàng chia sẻ ra ngoài, chắc chắn sẽ giữ lại để dùng. Lôi Viêm Chiến Thể tổng cộng có 5 tầng, tầng đầu tiên lấy linh khí thuộc tính hỏa làm chủ, cần linh khí tính hỏa thuần túy rèn luyện thân thể, dẫn liệt diệm thiên địa đốt cháy thân thể để rèn luyện huyết nhục, rèn luyện xương cốt, khiến thân thể lột xác từ trong ra ngoài. Sau khi thành công tu luyện tầng thứ nhất thì có thể ngưng tụ ra Viêm Ma Chi Khu, phòng ngự thân thể có thể so sánh với Viêm Ma hạ vị dưới lòng đất, đau thương không xuyên thủng, nước lửa không xâm nhập. Viêm Ma Chi Khu. Lâm Nhất có chút đăm chiêu, Viêm Ma chính là dị thú sống ở trong nham thạch dưới lòng đất, cường độ cơ thể cực kỳ kinh người. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái gọi là dẫn thiên địa liệt diệm đốt cháy cơ thể, luyện hóa huyết nhục, luyện hóa xương cốt. Khiến cơ thể trở nên lột xác này, dường như hắn đã từng trải qua một lần rồi. Cho dù là lần đầu hấp thu linh khí thiên địa ở nơi trú ngụ của ma diễm hổ, hay là việc luyện hóa hán kim liên sau đó, đều chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với yêu cầu trong quyển bí tịch này. Sức lực dựa vào thân thể của hắn hiện nay có thể nhẹ nhàng mang hộp kiếm cổ cũng là vì nguyên nhân này. Luyện thành Viêm Ma Chi Khu tầng thứ hai, Viêm Ma Chi Khu sẽ càng tiến thêm một bước, tương đương với Viêm Ma Trung Vị. Đến lúc đó huyền khí hạ phẩm bình thường cũng không thể tổn thương được đến thân thể, cũng có khả năng phòng ngự rất mạnh đối với huyền khí trung phẩm và huyền khí thượng phẩm. Đồng thời sẽ đạt được ngàn cân chi lực, trong lòng khẽ động, tùy tiện đánh một kích cũng có sức nặng đạt đến ngàn cân. Cái này mạnh thật. Mắt Lâm Nhất sáng lên, luyện thành tầng thứ hai Lôi Viêm Chiến Thể là có thể ngăn chặn được sự tấn công của huyền khí hạ phẩm, thật là có chút kinh ngạc. Tiếp tục xem. Đến khi thành công tu luyện tầng thứ ba. Viêm Ma Chi Khu sẽ hình thành nên sức chiến đấu chân chính, cường độ thân thể sánh ngang với Viêm Ma Thượng Vị, lột xác thành Viêm Ma Chiến Thể. Có điều tu luyện tầng thứ ba bắt buộc phải hấp thu trong lòng dung nham. Nếu trung tâm dung nham có độ tinh thuần cao, số lượng khổng lồ thì thậm chí sẽ có cơ hội ngưng tụ thành Viêm Ma Chiến Thể hoàn hảo. Nhưng một khi hành động thất bại sẽ gây nên đả kích mang tính hủy diệt đối với thân thể, nếu không nắm chắc đủ sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Thân thể lột xác biến thành Viêm Ma Chiến Thể, huyền khí trung phẩm cũng không thể tổn hại được, lực sát thương của huyền khí thượng thẩm sẽ bị giảm mạnh. Lôi Viêm Chiến Thể lấy Viêm Ma Chiến Thể làm cơ sở, trước tầng thứ ba đều chỉ là để xây dựng nền móng cho tốt. Đến tầng thứ tư bắt buộc phải liệp sát được một yêu thú thuộc tính lôi có huyết mạch cường đại, cảnh giới ít nhất phải đạt được đến tiên thiên thất khiếu, lấy yêu đan của nó để ngưng tụ ra lôi hạch, rồi lại kết hợp hoàn mỹ với Viêm Ma Chiến Thể thì mới có thể tạo thành Lôi Viêm Chiến Thể. Một khi hình thành được Lôi Viêm Chiến Thể thì có thể không cần bận tâm đến công kích của huyền khí thượng phẩm, cũng dễ dàng ngăn chặn tốt công kích của cường giả cảnh giới huyền võ. Tầng thứ 5, thiếu sót. Xem lại từ đầu Lôi Viêm Chiến Thể lần nữa, trong lòng Lâm Nhất dậy sóng phức tạp, vô cùng khiếp sợ. Sau khi chính thức ngưng tụ ra được Lôi Viêm Chiến Thể lại có uy lực cường đại như vậy, ngay đến cường giả mở ra huyền quan cũng có thể không sợ. Nhưng nhìn lại điều kiện đó. Cần giết chết một con yêu thú tiên thiên thất khiếu có huyết mạch cường đại, sản sinh ra yêu đan. Có thể liệp sát được yêu thú tiên thiên thất khiếu thì bản thân cũng phải có năng lực tương đương với cường giả cảnh giới huyền võ rồi chứ nhỉ. Xem ra trong thời gian ngắn ta có lẽ không thể ngưng tụ ra được Lôi Viêm Chiến Thể rồi, điều kiện này thực sự có chút hà khắc, trừ khi có cường giả giúp đỡ ta. Lâm Nhất thở dài một hơi, không biết nói gì. Nhưng Viêm Ma Chiến Thể lại có hy vọng. Tu luyện đến tầng thứ hai có lẽ không phải là vấn đề lớn lắm. Thân thể này của ta sớm đã trải qua lửa cháy thiêu đốt, lúc hấp thu hán kim liên còn cửu tử nhất sinh, không biết đã đạt được điều kiện hay chưa. Thử xem sao, xem ta có thể đáp ứng được điều kiện tu luyện hay không. Trong đầu vừa nảy ra ý định, Lâm Nhất bèn bắt đầu vận chuyển theo tâm pháp trong quyển bí tịch. Linh nguyên tiên thiên như ngọn lửa cháy màu vàng lập tức cuồn cuộn không ngừng dâng trào trong cơ thể. Dựa theo tâm pháp ghi lại, đả thông từng sợi nhánh kinh mạch trước nay chưa từng được mở ra. Không hề gặp trở ngại.
Những kinh mạch mới sinh ra này dưới sự kích động của linh nguyên tiên thiên giống như nước chảy qua khe hở, cực kỳ nhẹ nhàng, dường như đã từng đi qua rồi nhưng chỉ là không phát hiện ra mà thôi. Ha ha ha, thật sự có thể. Hóa ra ta sớm đã đáp ứng được điều kiện thân thể này. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng vui mừng, linh nguyên tiên thiên không ngừng dâng trào trong những đường nhánh kinh mạch này, chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã đáp ứng được điều kiện. Chương 248, đúng là ngốc thật rồi. Lựa chọn lần này của ta đúng là đã kiếm được món hời lớn rồi. Đám đệ tử của Vạn Gia mà nhìn thấy dẫn liệt diễm thiên địa để đốt cháy thân thể, rèn luyện huyết nhục, rèn luyện xương cốt chắc sẽ khiếp vía mất. Chỉ riêng đốt cháy cơ thể đã rất đau đớn rồi còn phải rèn luyện từng mảng huyết nhục, lặp đi lặp lại không ngừng thiêu đốt gân cốt, quả thực là không dám tưởng tượng. Nhưng những thứ này Lâm Nhất đều đã trải qua rồi, cửu tử nhất sinh mới có thể vượt qua được. Những khổ nạn khi luyện hóa Hán Kim Liên gặp phải trước đây, sống sót sau tai nạn thật sự đã để lại cho hắn một giá trị vô cùng quý giá. Đáp ứng đủ điều kiện thân thể, với ngộ tính của Lâm Nhất thì việc tu luyện ắt hẳn sẽ tiến triển cực nhanh. Cùng với việc không ngừng tu luyện công pháp, thân thể của Lâm Nhất cũng xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, từng tế bào đều đang được cô đọng, khiến da rẻ, cơ bắp, xương cốt, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đang cấp tốc lột xác. Sau một ngày, biến hóa của cơ thể đã tích tụ được đến một giới hạn nào đó. Trong cơ thể đột nhiên phát ra một âm thanh bạo nổ, toàn thân lập tức trở nên đỏ rực, cả thân hình như tăng trưởng lớn lên một vòng. Lâm Nhất mở hai mắt ra, hai mắt hắn in hằn chiếu rọi ra một sợi hỏa diễm, từ từ bốc cháy. Vù vù. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn tản phát ra ngoài, có vẻ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Lâm Nhất đến bên cạnh giếng nước, nhìn hình dáng của mình in trên mặt nước cũng bị dọa cho giật mình. Mái tóc dài từng sợi đỏ như lửa, trên dưới toàn thân giống như một ngọn lửa đang bốc cháy. Thân thể lúc này quả thực là mạnh đến có chút đáng sợ, hắn cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng mang tính bùng nổ. Chỉ dựa vào thể lực thôi cũng đủ để chống lại cường giả tiên thiên lưỡng khiếu rồi. Viêm ma chi khu, đây chắc chính là viêm ma chi khu rồi. Thình thịch, Lâm Nhất đánh ra một quyền, chỉ dựa vào khí lực đánh lên bàn đá trong sân, chợt nghe thấy một tiếng bạo nổ. Cả chiếc bàn đá bị đánh vỡ tan tành, nghiền nát thành bụi nhỏ. Thu. Tâm trí khẽ động, lực lượng phát ra bên ngoài toàn thân được thu lại từng chút một, ngưng tụ thành một kết ấn viêm ma màu đỏ rực trong đan điền. Cơ thể hồi phục lại bình thường, Lâm Nhất cảm nhận thử một lượt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù không kích hoạt viêm ma chi khu, cường độ thân thể hiện tại cũng đã mạnh hơn mấy bậc so với trước đây. Tiếp tục tiến lên. Ánh mắt lóe lên một mạt tinh quang. Lâm Nhất xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ngưng tụ ra viêm ma chi khu một cách dễ dàng như vậy làm cho Lâm Nhất cảm thấy tiềm lực thân xác vẫn có thể tiếp tục khai thác. Thời gian trôi qua như nước chảy. Thời gian 5 ngày ước định chớp mắt đã trôi qua. Phong Vô Hằng và Vạn Phong cùng đi tới biệt viện của Lâm Nhất. Phong Vô Hằng vẫn như cũ, tùy ý hỏi, biểu ca, huynh nghĩ trong 5 ngày này Lâm Nhất đã làm những gì? Có thể làm gì nữa? Chắc chắn là nghiên cứu lôi viêm chiến thể rồi, thái độ của Vạn Phong ung dung, cười nhạt nói. Huynh nói xem hắn có thể luyện thành không? Ha ha ha, biểu đệ, đệ cũng hài hước thật đấy, Vạn Phong nghe vậy liền cười lớn lên, không trực tiếp trả lời, nhưng ý tứ thì cực kỳ rõ ràng. Phong Vô Hằng ngại ngùng gãi đầu, đệ nói sai gì rồi ư? Vạn Phong cười tâu toét, nhẹ giọng nói, đệ cho rằng gia tộc ngốc thật ư? Tùy tiện liền tặng một bộ võ ký tiên thiên thượng phẩm cho người ngoài, võ ký thượng phẩm quý giá biết bao. Gia tộc từ lâu đã nghiên cứu ký bộ lôi viêm chiến thể này rồi, không đến tiên thiên ngũ khiếu thì căn bản không đủ tư cách tu luyện. Cho dù có tới tiên thiên ngũ khiếu cũng chưa chắc đã có dũng khí tu luyện. Phong Vô Hằng tò mò hỏi, tại sao vậy? Vạn Phong cười thần bí, không nói thêm gì nữa. Nhưng đúng lúc này, bên trong biệt viện đột nhiên bạo phát ra một khí tức cực kỳ hung hãn. Khí lãng bốc lên quét tới. Xôn xao. Hai người đứng bên ngoài viện đều cảm nhận được một cỗ khí lãng bức người thổi tới khiến nhiệt độ trên người của bọn họ tăng vọt. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Vạn Phong tỏ ra hoang mang, cùng Phong Vô Hằng đi nhanh vào trong biệt viện. Thình thịch. Chỉ thấy bên trong, người Lâm Nhất tăng vọt cao lên gần 2 mét, toàn thân đỏ rực như sắt nung, ẩn ẩn như có hoa văn lửa cháy đang lập lòe lóe lên. Mái tóc dài đỏ rực một mảng, tung bay trong gió. Giống như một ngọn lửa cháy đang đung đưa. Khí chất trên gương mặt thanh tú hoàn toàn thay đổi, giống như ma quân hỏa diễm bước lên từ địa ngục vậy, tà mị điên cuồng.
Một quyền của hắn đánh lên mặt đất, lực lượng khủng bố nháy mắt bùng nổ, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Ngàn cân chi lực. Lâm Nhất mỉm cười tà mị, trên mặt bắt đầu toát lên vẻ hưng phấn nồng đậm. Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lướt qua người Phong Vô Hằng và Vạn Phong, hai người lập tức chết sững, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cỗ khí thế khủng bố bao phủ, cực kỳ khó chịu. Thu. Ý niệm khẽ động, khí tức cuồng bạo trên người Lâm Nhất tan biến không còn sót lại chút gì. Toàn thân nháy mắt khôi phục lại hình thái bình thường, áp lực khủng bố vừa nãy cũng tan thành mây khói. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, đi về phía hai người, khẽ nói, hai người đến rồi à, đến lúc hành động rồi nhỉ. Mặt Vạn Phong xám ngoét như tro tàn, tràn ngập sợ hãi, lắp bắp nói, Lâm Nhất, ngươi luyện thành lôi viêm chiến thể rồi ư. Chưa được coi là luyện thành, chỉ mới luyện đến tầng thứ hai thôi, cường hóa được chút viêm ma chi khu. Không thể nào, Vạn Phong thất kinh. Suýt chút nữa là nhảy dựng lên, ánh mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi. Phong Vô Hằng đứng bên cạnh trong lòng thở dài một hơi, nghĩ lại lời biểu ca hắn ta vừa nói khi nãy, đệ tưởng gia tộc ngốc hay sao? Đây xem ra đúng là ngốc thật rồi. Chương 249, tự tin từ đâu ra? Sao lại không thể? Dáng vẻ kinh ngạc quá đỗi của Vạn Phong khiến Lâm Nhất hơi chau mày, lên tiếng hỏi ngược lại. Tầng thứ nhất của lôi viêm chiến thể này cần phải dùng lửa mạnh thiêu đốt cơ thể, dẫn ra liệt diễm thiên địa để đốt cháy cơ thể, tôi luyện từng mảng máu thịt và gân cốt trăm ngàn lần. Không phải trưởng bối nhà họ Vạn ta chưa từng có người từng tu luyện, nhưng không ai chịu đựng nổi, thậm chí không ít người còn tự đốt chết cả mình. Vạn Phong vội vàng nói, khiến Phong Vô Hằng ở bên cạnh ngây mặt ra. Yêu cầu của công pháp thượng phẩm này thật sự rất khắt khe. Không đúng, không phải khắt khe mà rõ ràng là một sự dày vò. Đáng sợ như vậy thì phải có ý chí và dũng khí cỡ nào mới có thể vượt qua được. Mặt Lâm Nhất lộ vẻ bàng hoàng, hắn mỉm cười và nói, thì ra là như vậy, hóa ra ngay từ đầu Vạn công tử đã đoán ra được ta không thể nào luyện được nên mới đồng ý đưa công pháp thượng phẩm này cho ta. Chuyện này, ngươi nghe ta nói, ta không có ý đó. Mặt Vạn Phong biến sắc, trong lúc nôn nóng đã lỡ miệng để lộ chuyện, lập tức bối rối vô cùng. Phong Vô Hằng cười gượng rồi nói, Lâm Nhất. Ta thiết nghĩ anh họ không có ý đó đâu, chỉ là tò mò mà thôi. Điều kiện khắt khe như thế thì làm sao để luyện thành được? Có bí quyết không? Đúng vậy, Lâm Nhất, ta thật sự rất tò mò đấy, thật sự có bí quyết sao? May mà có Phong Vô Hằng tạo lối thoát để hắn ta bớt xấu hổ, ánh mắt Vạn Phong liền sáng lên. Nếu như thật sự có bí quyết, nếu như hắn ta có thể luyện thành công pháp này thì còn gì tốt bằng? Lâm Nhất xòe tay, nói sự thật, không có bí quyết. Chỉ là trước đây ta từng trải qua chuyện thập tử nhất sinh, từng bị lửa nóng thiêu thân một lần mà thôi. Thật sự không có hà. Ánh mắt Vạn Phong tràn đầy sự thất vọng, hắn ta nói, không nói đến chuyện này nữa. Lâm Nhất, nên khởi động rồi, hôm nay là cuộc thi tranh giành linh hồ. He he, thiết nghĩ có người ra mặt thì nhà họ Vạn chúng ta nhất định sẽ giành phần thắng. Mặc dù rất ngạc nhiên vì đối phương luyện ra được viêm ma chi khu. Nhưng sự mạnh mẽ của Lâm Nhất cũng mang đến cho hắn ta sự tự tin vô cùng lớn. Đợi ta thu dọn đá. Lâm Nhất thay quần áo, mang hộp kiếm lên lưng là xem như đã chuẩn bị xong. Ngay sau đó, ba người họ xếp thành một hàng trước từ đường của nhà họ Vạn. Cửa lớn của từ đường đóng chặt, các trưởng bối đang thắp hương cúng bái bên trong, cầu nguyện tổ tiên phù hộ. Ngươi là Lâm Nhất sao? Soạt. Một thanh niên xuất hiện trên mảnh đất trống phía trước với vẻ mặt lạnh lùng. Người này nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Hắn ta có tu vi tiên thiên nhị khiếu, khí tức trên người còn mạnh hơn cả Vạn Phong. Vạn Phong nhìn thấy thiếu niên này thì mặt liền biến sắc, hắn ta thì thầm bên tai Lâm Nhất, đấy là Vạn Phi Diệp, con trai của Vạn Thiên, cũng là hạt giống có tư chất thiên phú tốt nhất của nhà họ Vạn, ngoài ngươi và ta ra thì người thứ ba ra trận lần này còn có hắn ta, cẩn thận một chút. Lâm Nhất thầm nghĩ Vạn Phi Diệp, cũng chính là em họ của Vạn Phong. Nghe nói năm ngày trước ngươi đã đánh bay phụ thân ta chỉ bằng một đấm hả? Vạn Phi Diệp thấy Lâm Nhất không nói gì thì tiếp tục nói. Vạn Phong thấy giọng điệu của hắn ta không bình thường thì lạnh lùng hét lên, Vạn Phi Diệp, ngươi muốn làm gì? Cuộc chiến linh hồ sắp bắt đầu rồi, đừng có gây chuyện. Vạn Phi Diệp hơi nheo hai mắt lại, nhìn về phía Lâm Nhất, mỉm cười và lạnh lùng nói, đùa thôi, vẫn còn chút thời gian, chúng ta đánh thử vài chiêu không? Được thôi, có điều phải có phần thưởng. Người thua phải đưa cho đối phương 1.000 viên linh thạch trung phẩm. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất vui vẻ, phụ thân ngươi mà ta còn không sợ, lẽ nào lại sợ ngươi?
1.000 viên linh thạch trung phẩm sao? Mặt Vạn Phi Diệp tối sầm, chừng đó đã tương đương với tài nguyên trong 3 tháng của hắn ta rồi, hắn ta lạnh lùng nói, được. Đó thế nào đây? Rất đơn giản, một người xuất một chiêu, không dùng đến võ hồn, không dùng binh khí, không dùng võ kỹ, ai lùi trước thì người đó thua. Ánh mắt Vạn Phi Diệp lạnh buốt, rõ ràng là muốn đòi lại công bằng cho cha của hắn ta gỉ giọng nói, phần thưởng còn phải thêm một điều kiện nữa, đó là ai thua thì phải ngoan ngoãn để đối phương tát một bạt tai. Không dùng võ kỹ sao? Vạn Phong hạ giọng nói, Vạn Phi Diệp, tu vi của ngươi cao hơn một khiếu, lại tu luyện công pháp tiên thiên trung phẩm, thế mà còn không cho đối phương dùng võ kỹ sao? Tên này đã đến trong sự chuẩn bị, thiết nghĩ hắn ta cũng biết món sở trường của Lâm Nhất là võ kỹ. Vạn Phi Diệp cười và khiêu khích, sợ rồi sao? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy, chỉ cần đưa 1.000 viên linh thạch trung phẩm là được rồi. Không sao. Lâm Nhất không để bụng, có người tự đưa mặt cho đánh, không tát cũng uổng. Vạn Phi Diệp thấy đối phương đồng ý thì ánh mắt liền thoáng qua vẻ xảo quyệt, chỉ cần không dùng đến võ kỹ. Với tu vi vốn cao hơn một bậc của mình, hắn ta chắc chắn 100% là mình có thể đánh lùi được đối phương. Lên đi, để tránh việc nói ta ức hiếp ngươi, ngươi hãy ra tay trước đi. Vạn Phi Diệp lùi về sau mấy bước, nhìn về phía Lâm Nhất rồi khẽ mỉm cười. Trên thực tế, công pháp sở trường của hắn ta là thủ trước công sau, mở thêm một khiếu đủ để hắn ta phán đoán sơ hở của đối phương, sau đó đánh đối phương lùi về sau chỉ với một chiêu. Lâm Nhất khẽ cười, ngươi chắc không? Đương nhiên. Lâm Nhất vươn vai, hộp kiếm trên lưng rớt xuống từ từ. Bụp, bụp. Hai tiếng động lớn vang lên cùng lúc, một tiếng là cú đấm với sức mạnh vạn cân của Lâm Nhất, tiếng còn lại là tiếng hộp kiếm nặng rơi xuống đất. Linh nguyên tiên thiên của Vạn Phi Diệp không kịp ngưng tụ, bị Lâm Nhất đấm một đấm, bay văng ra xa. Hắn ta ngã xuống đất rất thê thảm, cả người đau đớn khôn cùng, nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chương 250, đối đầu. Sao có thể, hắn ta không dùng đến linh nguyên tiên thiên ngưng tụ sao? Khóe miệng Vạn Phi Diệp chảy ra máu tươi, hắn ta run lên cầm cập, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt kinh hãi. Phong Vô Hằng và Vạn Phong ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, họ cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù họ biết Lâm Nhất luyện viêm ma chi khu nhưng họ thật sự không ngờ được cơ thể và tinh thần của hắn lại mạnh mẽ như vậy. Vậy mà cái tên ngu xuẩn Vạn Phi Diệp còn để Lâm Nhất ra tay trước, rõ ràng là muốn chết mà. Bạt tai thì ta không đánh đâu, ta không có thói quen tát người khác, giao 1.000 viên linh thạch cho ta đi. Lâm Nhất đeo hộp kiếm lên lại rồi lạnh lùng nói. Ta không có. Vạn Phi Diệp nói với vẻ hơi ấm ức, hắn ta được hưởng không ít tài nguyên của gia tộc nhưng có bao nhiêu đều dùng hết bấy nhiêu, tạm thời trên người thật sự không thể lấy ra được nhiều linh thạch trung phẩm như vậy. Két két. Cửa lớn từ đường được mở ra, một đám trưởng bối của Vạn gia bước ra. Họ nhìn thấy Vạn Phi Diệp nằm trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ thì ai cũng đều ngạc nhiên. Ngươi đánh con trai ta sao? Vạn Thiên thấy cảnh đó thì vô cùng tức giận, muốn nổi giận ngay. Dừng tay, làm rõ chuyện là thế nào trước đã rồi hắn nói. Phong Nhi, con nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Cuộc chiến linh hồ sắp sửa diễn ra, vậy mà người trong nội bộ lại tự tàn sát lẫn nhau, vẻ mặt Vạn Thu Giá lộ vẻ tức giận. Cha! Vạn Phi Diệp nhìn thấy Lâm Nhất thì muốn ra mặt cho cha hắn, cứ muốn đánh cược với Lâm Nhất cho bằng được. Vạn Phong mừng thầm trong lòng, hắn ta thêm mắm dặm muối rồi kể lại hết chuyện vừa xảy ra. Vạn Phi Diệp là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn ta nên khi nhìn thấy Vạn Phi Diệp chịu thiệt thì hắn vui không gì bằng rồi. Chuyện là vậy sao? Vạn Thiên nhìn sang Vạn Phi Diệp rồi lên tiếng hỏi. Vạn Phi Diệp không phục, nói đúng là như vậy, nhưng tên này chỉ ăn may mới thắng được ta. Nếu đọ lại lần nữa thì nhất định ta sẽ không thua hắn đâu. Đủ rồi. Vạn Thiên thấy con trai của mình gật đầu thì vô cùng tức giận, vẻ mặt không giấu nổi sự xấu hổ. Hai cha con đều bị chịu thiệt trong tay của Lâm Nhất. Vạn Thu Giá hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, sau này ngươi phải tự trả linh thạch cho Lâm Nhất, gia tộc sẽ không trả món nợ này đâu. Cuộc chiến linh hồ sắp bắt đầu rồi mà còn làm loạn ở đây nữa, rõ ràng là không có phép tắc gì hết, tạm thời cắt một tháng tài nguyên của Vạn Phi Diệp. Vạn Thiên bị la dày thì đầy vẻ ấm ức, không dám phản bác lời nào. Đi thôi. Sau khi đoàn người ra khỏi phủ họ Vạn thì cưỡi ngựa, phóng nhanh ra ngoài thành. Lâm Nhất cưỡi trên lưng huyết long mã, kiểm soát tốc độ, theo sát họ, không chạy quá nhanh cũng không phi quá chậm.
Linh hồn bát phẩm được sinh ra trong một ngọn núi hoang ở ngoài thành. Trước đó, không ai ngờ cảnh tượng kỳ lạ của trời đất như linh hồn lại xuất hiện ở một ngọn núi hoang. Bây giờ, ngọn núi hoang đó đã trở thành mảnh đất nhất định phải dành của mấy gia tộc. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tốc độ đã dần chậm lại, một khu rừng với cây cối rậm rạp đã xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Trước đây ở Tử Viêm Thành, ngọn núi này là đất hoang, ngoài một số thú hoang dã ra thì không có gì cả, đến cả các võ giả cũng không muốn đến đây để luyện tập, là một thợ săn già, thuộc hạ của Vạn Gia ta đã tình cờ phát hiện ra. Vạn Phong ngồi trên lưng ngựa, giới thiệu với Lâm Nhất quá trình phát hiện ra linh hồ. Lâm Nhất tùy tiện nói, xem ra vận may của Vạn Gia cũng không tồi, được ông trời che chở. Đợi thắng rồi hắn nói đi, có người trấn trận thì chắc Vạn Gia sẽ không gặp phải sơ sót gì rồi. Nhưng chiến đấu sinh tử, không chết thì không dừng lại, đến lúc đó, ai cũng đều dùng đến võ hồn, liều chết một phen, mọi thứ vẫn chưa nói chắc được. Khi từ từ đến gần điểm đích thì sắc mặt mọi người cũng dần trở nên nặng nề hơn, đến cả Vạn Phong cũng tỏ vẻ lo lắng. Cuộc chiến sinh tử, không chết không dừng lại. Người thắng sẽ có thể tiếp tục nghênh chiến, chỉ cần không chết thì sẽ có thể không nhận thua, đánh đến chết mới thôi. Ở giữa lưng chừng núi, có hai đội người ngựa đã ở đó từ sớm, đối đầu với nhau. Mặt mày ai nấy cũng đầy sát khí, tay luôn cầm chặt binh khí, không khí rất căng thẳng. Lâm Nhất nhìn về xa, chắc chỉ có Vạn Gia là ít người nhất, đối thủ của bọn họ là ba gia tộc lớn. Chắc sau khi vào trong thì sẽ đến linh hồ bát phẩm. Xuống ngựa. Vạn Thu Giá ở phía trước lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều xuống ngựa, đi bộ vào trong. Vạn Thu Giá, cuối cùng thì huynh cũng đã đến rồi. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng vang lên, các võ giả của đối phương đang đứng tập trung lại cũng nhường ra một con đường. Ba người trung niên với vẻ mặt lạnh lùng từ từ bước ra. Người đứng ở giữa nồng nặc sát khí khắp người, ánh mắt hầm hầm, không giống như tộc trưởng của gia tộc mà giống với giang hồ đại đạo hơn. Trên người ông ta không có linh nguyên chuyển động, nhưng vừa nhìn vào đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn lâu. Ông ta là Khổng Nguyên, lão đại của ba nhà, lăn lộn giang hồ từ sớm, giết người như quét cỏ rác, sau khi chán chê thì mới về lại gia tộc. Thực lực của ông ta vô cùng đáng sợ, cũng là cao thủ duy nhất có thể đánh tay đôi với cha ta trong Tử Dương Thành này. Vạn Phong ở bên cạnh, nhỏ tiếng giới thiệu cho Lâm Nhất. Vạn Thu Giá đứng phía trước, không quan tâm đến sát khí của đối phương, thẳng thừng nói, đến sớm cũng không chứng tỏ linh hồ bát phẩm là của ngươi. Khổng Nguyên cười dữ tợn rồi nói, vậy thì cũng chưa chắc, Vạn gia của huynh độc bá ở Tử Viêm Thành bao năm nay rồi, lần này ba nhà bọn ta đã quyết định, bắt Vạn huynh phải nhả bớt ra. Vạn Thu Giá khẽ chau mày, rốt cuộc cái tên này lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Chương 251, mới tới, mong được quan tâm nhiều hơn. Toàn thân sát khí hung hăng, trong Khổng Nguyên rất khí thế, ông ta nhe răng cười không ngừng. Nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hết hồn hết vía, trên mặt họ lộ ra vẻ lo lắng. Mấy năm nay, không phải không ai dòm ngó Vạn gia ta nhưng kết cục cuối cùng thế nào, ta nghĩ các người cũng biết, hôm nay cũng không có người ngoài. Sắc mặt Vạn Thu Giá bình tĩnh không sợ hãi khiến mọi người nhà họ Vạn cũng an tâm phần nào. Bớt nói nhảm đi, người của Vạn gia tới đủ chưa? Đến đủ thì bắt đầu đi. Khổng Nguyên hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát. Tiếng nói vừa dứt, bên phía Khổng Nguyên, có ba người bước ra. Lâm Nhất nhíu mày, nhìn sang bên đó, chắc đây là ba người thi đấu của đối phương. Vạn Phong ở cạnh Lâm Nhất, nhỏ giọng giới thiệu, hai trong ba người này ta quen, một người là Bùi Tu Viễn, một người tên Khổng Lệnh Nguyên, hai người đều là dòng chính được Bùi gia và Khổng gia trọng điểm bồi dưỡng. Người còn lại trông khá lạ mặt, có lẽ cũng như chúng ta, cũng là tuyển thủ bên ngoài được mời tới. Vạn Thu Giá, người tham gia thi đấu bên các người đâu? Đồng loạt bước lên đi. Vạn Thu Giá lạnh nhạt ra lệnh, ba người Vạn Phong bước ra khỏi đám đông, tiến lên trước. Vèo vèo. Tức khắc, vô số ánh mắt đều dồn về phía Lâm Nhất, trong mắt là sự nghi ngờ. Vạn Phong và Vạn Phi Diệp thì không cần phải nói, hai người này là con cháu dòng chính Vạn gia, cũng là cao thủ có tiếng trong số thế hệ trẻ ở Tử Viêm Thành. Cho dù là trong quận Thanh Dương to lớn này, hai người trẻ tuổi này cũng khá nổi danh. Nhưng Lâm Nhất này lại khiến mọi người không thể nhìn thấu. Hắn cũng không cố gắng kiềm hãm khí tức của mình, chỉ liếc một cái cũng nhìn ra được là cảnh giới tiên thiên nhất khiếu. Vạn gia không tìm được ai à? Thế mà lại phái ra một tên cảnh giới tiên thiên nhất khiếu để tham chiến, nếu muốn nhận thua thì cứ nói thẳng đi.
Khổng Nguyên châm chọc một tiếng, giọng điệu mỉa mai, đả kích sĩ khí của Vạn gia. Vạn Thu Giá cũng không hề thua kém, có lẽ không cần tới lượt người này ra trận, cuộc thi lần này, Vạn gia ta thắng chắc rồi. Vậy sao, thế huynh phái ai ra trước? Ai lên trước thì Vạn gia đã bàn bạc rồi. Mọi người thấy Vạn Phi Diệp mang vẻ mặt lạnh lẽo, tay nắm trường thương bước ra. Vạn Phi Diệp, mong được thỉnh giáo. Vụt. Trường thương trong tay hắn ta xoay tròn một vòng, sau đó giã mạnh xuống đất, trông khá ra dáng. Mấy tháng không gặp, không biết ngươi có tiến bộ thêm chút nào không? Ở bên kia, Bùi Tu Viễn cầm một cây kích dài, lạnh lùng cười, bước ra. Trong Tử Viêm Thành, hình như hai người này có thù cũ, còn chưa ra tay mà hai bên đã đối chọi gay gắt. Lùi ra sau, canh gác. Nét mặt Vạn Thu Giá căng thẳng, ông ta vung tay lên. Mấy trăm võ giả của Vạn gia cầm binh khí trong tay tự động lùi ra sau, biểu cảm nghiêm túc. Trước khi tới, Vạn Thu Giá đã dặn dò. Tuy hai bên đã có giao ước nhưng ai biết được đối phương có trở mặt ngay tại chỗ không? Dù sao cũng có liên quan tới linh hồ, nếu chủ quan lơ là một chút thôi là rất có thể sẽ bị đối phương cắn ngược làm cho tổn thất nặng nề. Tóm lại một câu là họ sợ đối phương thua mà không nhận. Người hai phe đồng thời lùi ra sau. Chừa ra một khoảng đất trống cho hai người sắp chiến đấu. Gần như là ngay khi vừa có không gian trống trải, hai người kia đã đồng thời ra tay, linh nguyên tiên thiên hùng hậu trên thân cả hai bộc phát. Bùm bùm bùm. Khí thế linh nguyên tiên thiên hai bên va chạm tạo ra gió mạnh, cuốn đầy bụi đất và lá rụng. Keng. Một âm thanh lớn vang lên, hai người đều dùng vũ khí mạnh, vừa ra chiêu là đã tạo ra tiếng nổ động trời. Cuộc chiến sống chết, trong lúc chiến đấu. Không ai trong hai dám chủ quan. Từng chiêu chí mạng, không hề nương tay, hầu như đều đánh vào chỗ hiểm của đối thủ. Cuộc chiến của hai người nhưng liên quan tới lợi ích quan trọng của gia tộc, không thể lùi bước, không được chạy trốn. Cho dù bại trận thì họ cũng phải làm đối thủ bị thương nặng, tạo ưu thế cho người sau. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau, trong lòng hãi hùng. Cuộc chiến sinh tử với đánh nhau bình thường chênh lệch quá nhiều. Từng chiêu từng thức đều không thể coi thường. Chiêu pháp đánh nhằm vào chỗ hiểm, chỉ bất cần chút thôi là sẽ bị một kích chí mạng. Hai người này đều dùng binh khí mạnh, cách chiến đấu hung hãn, tiêu hao lại quá nhiều, e là không bao lâu nữa là dùng võ hồn thôi. Lâm Nhất vừa nhủ thầm xong, nét mặt Vạn Phi Diệp căng thẳng, hắn ta dùng võ hồn. Trường thương trong tay hắn ta, tia sáng lóe thêm, trong lúc vung vẩy có thêm vào từng tầng bóng thương. Võ hồn của tên này chắc cũng là trường thương. Dung hợp hoàn hảo với binh khí trong tay chủ nhân, nhất thời khí thế như bão táp. Nhưng biểu cảm của võ giả Vạn gia lại không dễ nhìn, trong trận chiến sinh tử kiểu này, khi có người dùng võ hồn trước, nếu trong 10 chiêu mà không thể thắng thì chắc chắn kết quả chắc chắn là thất bại. Một khi dùng ra võ hồn, phụ tải mà cơ thể phải chịu rất nhiều, trong lúc ra chiêu, sự tiêu hao linh nguyên càng tăng lên gấp mấy lần. Dùng võ hồn chính là thủ đoạn cuối cùng của võ giả. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì không ai dùng nó. Vèo vèo vèo. Chỉ trong chốc lát đã đánh 9 chiêu, Vạn Phi Diệp bị đối thủ chèn ép gắt gao nhưng lại không hề bị vết thương nào quá nặng. Khi hắn ta định tung chiêu thứ 10, Bùi Tu Viễn cười lạnh, dùng võ hồn của mình. Xèo xèo. Một ngọn lửa bọc lấy kích dài, nhiệt độ chung quanh tăng cao. Bùi Tu Viễn tung ra một đòn, ngưng tụ thế lửa, đánh vỡ bóng thương của đối phương. Một âm thanh nặng nề vang lên, trường thương bay khỏi tay chủ nhân. Chương 252, Huyết Vân Môn. Bùi Tu Viễn mặt lộ vẻ dữ tợn, trường kích đánh tới giống như một con rồng lửa, Vạn Phi Diệp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về sau, loạng choạng vài bước rồi ngã nhào trên mặt đất. Ta nhận thua, Vạn Phi Diệp ngã dưới đất vội vàng kêu lên, nhưng trường kích của Bùi Tu Viễn vẫn nện mạnh xuống. Vạn Thiên khẩn trương hô lớn lên, dừng tay. Mắt thấy trường kích của Bùi Tu Viễn đang sắp đánh xuống lập tức dừng động tác lại, nhưng vài đốm lửa vẫn rơi xuống trên người Vạn Phi Diệp, khiến hắn ta sợ hãi lăn lộn trên mặt đất để dập tắt ngọn lửa. Vạn bá phụ không cần lo lắng, đã lăn lộn trên đất nhận thua rồi, ta sao có thể xuống tay tiếp được. Bùi Tu Viễn cười nhạo một tiếng, rõ ràng hành động cuối cùng vừa nãy là muốn đùa cợt Vạn Phi Diệp một phen. Hai. Bên phía Khổng Nguyên lập tức bùng phát lên tiếng hoan hô như sấm nổ. Họ hét trợ uy cho hắn ta. Có điều đây vẫn chưa phải là lúc để vui mừng thật sự, quy tắc của cuộc đối chiến này vẫn là trận chiến sinh tử, không có chuyện thắng hai trận trong ba trận là thắng. Chỉ có sau khi võ giả tham chiến một bên toàn bộ nhận thua hoặc đều tử vong thì mới được coi là chiến thắng thật sự.
Sắc mặt của đám người Vạn gia đều đã có chút khó coi, không ngờ chỉ trong vài tháng mà thực lực của tên Bùi Tu Viễn chẳng có gì nổi bật đó lại tiến triển nhanh như vậy. Nhưng lại càng cảm thấy nhục nhã đến mức sắc mặt tối thui lại vì sự chật vật của Vạn Phi Diệp. Vạn Phong bình tĩnh, vỗ một cái vào túi trữ vật, một thanh trường thương lập tức xuất hiện trong tay hắn ta. Lâm Nhất nhìn thấy trường thương chỉ là một thanh huyền khí trung phẩm khá bình thường, lên tiếng hỏi, Vạn gia các ngươi đều sử dụng thương à? Sao vậy? Dùng thanh thương này của ta đi. Siêu. Khi Lâm Nhất lấy ra Hàn Vân Thương, một cỗ hàn khí tản phát ra, khiến mọi người đều không kiềm chế được mà run lên vài cái. Vạn Phong vừa thấy mắt liền sáng ngời, huyền khí trung phẩm hàng đầu. Cả Vạn gia chỉ có 7-8 thanh huyền khí trung phẩm, hơn nữa đều không đạt đến trình độ cao nhất. Binh khí chấn tộc thì là huyền binh thượng phẩm, nhưng vẫn chưa đến lượt Vạn Phong được sử dụng. Không ngờ Lâm Nhất lại có một thanh huyền khí trung phẩm đỉnh cấp. Còn là một thanh có thuộc tính hàn băng cực kỳ hiếm có, vừa hay khắc chế được Bùi Tu Viễn có võ hồn hỏa diễm. Cảm ơn nhé. Vạn Phong vốn có chút lo lắng, sau khi nắm trong tay Hàn Vân Thương thì lập tức tự tin tăng vọt. Ta xem ngươi thắng ta như thế nào. Vạn Phong khẽ run cổ tay, chém ra mấy đạo thương ảnh, cực kỳ sắc bén chém về phía Bùi Tu Viễn. Keng keng keng. Đối mặt với thế tấn công của Vạn Phong, sắc mặt Bùi Tu Viễn ngưng trọng, cho dù có tế ra được võ hồn thì cũng bị đối phương khắc chế gắt gao, không chiếm được ưu thế quá lớn. Ngọn lửa thiêu đốt trên trường kích của hắn ta bạo phát ra hỏa thế hung mãnh dưới sự áp chế của Hàn Vân Thương, cuối cùng không thể chân chính phóng xuất ra, không đạt được đến mức uy thế áp đảo như khi đối chiến với Vạn Phi Diệp. Đến cuối cùng, Vạn Phong gần như không dùng đến võ hồn đã có thể nhẹ nhàng chiến thắng đối phương. Dĩ nhiên trong đó cũng có nguyên nhân do Bùi Tu Viễn đã bị tiêu hao không ít linh nguyên trước đó, nhưng điều quan trọng nhất mang lại chiến thắng vẫn là thanh Hàn Vân Thương. Khổng Lệnh Nguyên, lên đi. Đối mặt với sự thất bại của Bùi Tu Viễn, trên gương mặt dữ tợn đáng sợ của Khổng Nguyên không chút gợn sóng, khiến người ta không thể nhìn ra được ông ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Kẻ này thật sự có con bài chưa lật ư. Tộc trưởng Vạn gia không khỏi lần nữa dấy lên nghi ngờ, lướt mắt quan sát tuyển thủ tham chiến cuối cùng của đối phương. Đối phương đầu đội chiếc một chiếc rồng vành, cả gương mặt bị bóng dâm che lấp, cố ý thu liếm khí tức, nếu như đối phương không ra tay. Ngay đến ông ta cũng không thể phán đoán chính xác được cảnh giới chân chính của người mặc áo đen này. Hoảng cái gì, ta cũng có tấm vương bài Lân Nhất mà. Vừa nghĩ đến con bài chưa lật Lâm Nhất, trong lòng Vạn Thu Giá lại chấn tĩnh lại, tên tiểu tử này có một chiêu võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm chưa nói đến uy lực, mà chỉ riêng độ khó tu luyện thôi đã không phải là thứ mà ai cũng có thể nắm vững được rồi. Trong lúc đang suy nghĩ thì đại chiến trước mắt đồng thời triển khai kịch liệt. Nhưng điều khiến mọi người khá ngạc nhiên đó là, thực lực của tên Khổng Lệnh Nguyên này còn kém hơn một bậc so với Bùi Tu Viễn. Nhìn từ bên ngoài, Vạn Phong tay cầm Hàn Vân Thương đã chiếm hết ưu thế, có thể nói là hào hùng vạn trượng, mặt mày tươi cười sáng lạn. Suýt chút nữa là bị dọa rồi, hóa ra cố ý cho Bùi Tu Viễn lên đầu tiên, tên Khổng Lệnh Nguyên này mới là trình độ thật sự của bọn họ. Suy cho cùng vẫn là gia tộc nhỏ, sao có thể đọ được với tài nguyên của Vạn gia ta? Có thể có một Bùi Tu Viễn đã rất ghê gớm rồi. Ha ha, thắng trận này nữa là chỉ còn lại một đối thủ thôi. Gương mặt căng thẳng của đám trưởng bối Vạn gia cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Thực lực của Khổng Lệnh Nguyên so với Bùi Tu Viễn thì kém một bậc rất xa, Vạn Phong không dùng đến võ hồn đã chiếm được ưu thế lớn. Bài cho ta. Đợi đến khoảnh khắc đối phương rõ ràng xuất hiện xu hướng suy tàn, Vạn Phong chém ra một thương, mũi thương run run nở ra một đóa hoa. Từng phiến cánh hoa chính là từng điểm thương mang. Suy suy. Bốn thương đều đánh trúng mục tiêu, máu tươi tóe ra trên người Khổng Lệnh Nguyên, sắc mặt tái nhợt, lùi về sau mấy bước. Trưởng bối Khổng gia vội vàng lao lên đỡ hắn ta xuống. Nhất thời, Vạn Phong toàn thắng hai trận, tỏ ra khí phách hào hoa phong nhã, nhướng mày nhìn về phía người áo đen nói, tiểu tử, đến lượt ngươi rồi. Võ giả Vạn gia chiếm ưu thế cục diện đều không ngừng hoan hô. Cổ vũ khí thế cho Vạn Phong. Ha ha. Người áo đen dưới vành mũ khóe miệng khẽ động, bật cười một tiếng, chậm rãi bước lên trước bỏ chiếc mũ xuống, cười nói ta là Diêm Thiên Thủy, vừa mới đến, mong chiếu cố nhiều hơn. Khoảnh khắc hắn ta bỏ chiếc mũ rộng xuống, rất nhiều trưởng bối Vạn gia khi nhìn thấy gương mặt của hắn ta thì đều bị dọa cho hoảng sợ. Chỉ thấy trên mặt hắn có một chiếc mặt nạ nửa mặt màu huyết sắc, trên mặt nạ được khắc họa tiết áng mây phiêu diêu, vô cùng quỷ dị. Huyết Vân Môn.
Trong lòng Vạn Thu Giá rất lộp bộp, sắc mặt biến đổi, người này là tinh anh của Huyết Vân Môn. Chương 253, đối phương đã mở ba khiếu. Ta là Diêm Thiên Thủy, vừa mới đến, mong chiếu cố nhiều hơn. Khoảnh khắc người áo đen tháo chiếc nón rộng xuống, tiếng hoan hô của đám đông Vạn gia lập tức im bặt. Vạn Phong vốn đang dâng cao chí khí đầy sự khiêu khích sau khi toàn thắng hai trận, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Tay cầm thanh Hàn Vân Thương run lên nhẹ nhẹ, nhìn chiếc mặt nạ nửa mặt huyết sắc, ánh mắt khó giấu nổi vẻ hoảng sợ. Huyết Vân Môn là quận biên thùy lớn của đế quốc, quận Thanh Dương có thể coi là quận hỗn loạn nhất, các loại thế lực tranh đấu với nhau, tranh chấp lợi ích cực kỳ khốc liệt và đẫm máu. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy thế lực nào đó bị người ta nhổ cỏ tận gốc, cả nhà bị giết. Ở nơi hỗn loạn và tàn bạo thế này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng vững không ngã. Hàng trăm năm qua, tông môn chân chính được cho là xương bá quận Thanh Dương, đứng sừng sững không đổ chỉ có ba tông môn, lần lượt là Kim Diệm Tông, Quang Minh Các và Huyết Vân Môn. Trong tam đại bá chủ của quận Thanh Dương này, Huyết Vân Môn là khiến người ta sợ hãi nhất. Thực lực mạnh mẽ nội tình thâm hậu là một chuyện, thủ đoạn xử lý sự việc lại là một chuyện khác. Tất cả những câu chuyện toàn môn bị diệt mấy năm nay có đến 9 phần là không tránh được có liên quan đến Huyết Vân Môn. Thiếu niên áo đen trước mắt này chính là đệ tử của Huyết Vân Môn, hơn nữa còn chắc chắn là đệ tử tinh anh. Chiếc mặt nạ nửa mặt mà hắn ta đang đeo trên mặt kia chỉ có 100 đệ tử nội môn đứng đầu mới có tư cách để mang. Bản thân chiếc mặt nạ cũng chính là một món huyền khí trung phẩm, có thể dùng để chống lại tấn công vào phần đầu. Võ giả ngoài phần ngực ra thì nơi dễ bị người khác đánh đòn chí mạng chính là phần đầu. Có thể không gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và sự linh hoạt của võ giả, còn có thể bảo vệ phần đầu rất tốt, trong quận Thanh Dương cũng chỉ có chiếc mặt nạ Huyết Vân này làm được, không thể làm giả được. Thiếu niên áo đen nhìn về phía Vạn Phong, nhếch miệng cười nói, vừa nãy không phải rất kiêu căng sao, sao bây giờ lại như người câm vậy? Vạn Phong nén cục tức lại, trầm giọng nói, vừa nãy không biết các hạ là đệ tử Huyết Vân Môn, ít nhiều đã đắc tội rồi. Nói hay, ha ha ha, Diêm Thiên Thủy nghe vậy bèn cười lớn lên, nhưng nụ cười lại khiến cho người ta không rét mà run. Hóa ra đây chính là nội tình của ông ta. Vạn Thu Giá nhìn về phía Khổng Nguyên, chỉ thấy đối phương mặt lộ vẻ tươi cười, đắc ý nói, Vạn Huynh sao sắc mặt lại có chút không đúng thế. Ngươi đang chơi với lửa, sắc mặt Vạn Thu Giá lạnh lùng, cắn răng nói. Vì một mảnh linh hồ bát phẩm mà lại dám dây dưa với tam đại bá chủ cấp tông môn, còn là Huyết Vân Môn khó dây nhất trong số tam đại tông môn. Đám người Khổng Nguyên này quả thực đúng là điên rồi. Đối với Vạn gia mà nói thì căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ tìm đến đệ tử của tam đại tông môn. Tam đại bá chủ mặc dù sẽ không quá để ý một mảnh linh hồ bát phẩm, nhưng chuyện này nếu như đã tham dự vào thì chắc chắn ít nhất cũng phải lấy đi 7 phần danh sách, không cần phải thương lượng. Nhưng thế nào cũng không ngờ được đối phương lại tìm đến Huyết Vân Môn. Khổng Nguyên cười gằn nói, huynh yên tâm, ta tự biết chừng mực. Phụ thân của Diêm công tử thời còn trẻ đã từng nợ ta một ân tình, lần này là đến tham dự với tư cách thân phận cá nhân. Huynh vẫn nên lo lắng cho con trai Vạn Phong của huynh đi kìa, Diêm Thiên Thụy nửa tháng trước vừa mở tam khiếu rồi. Cái gì? Tiên thiên tam khiếu? Đám người Vạn gia nhìn về phía thiếu niên áo đen, lần lượt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. 18 tuổi đã mở được tiên thiên tam khiếu, thiên tài này yêu nghiệt đến mức nào chứ? Sắc mặt của Vạn Thu Giá trở nên có chút khó coi, chuyện ông ta lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra rồi. Lâm Nhất cho dù có mạnh thế nào thì cũng chỉ là một tiên thiên nhất khiếu, làm sao có thể chống lại đối phương đây? Diêm công tử, không cần thiết phải chào hỏi tên tiểu bối này, ra tay đi, không cần thiết phải tốn thời gian, Khổng Nguyên cười gằn, lạnh lùng nói. Thiếu niên áo đen khẽ gật đầu. Nhìn về phía Vạn Phong, cười nói, bá phụ này của ta có vẻ không đợi được nữa rồi, hay là ngươi trực tiếp nhận thua đi, thế nào? Nằm mơ đi. Thái độ coi thường của đối phương khiến Vạn Phong trong lòng nín nhịn vô cùng, cắn chặt răng, cổ tay hắn ta khẽ run lên, Hàn Vân Thương bắn nhanh lao đi. Từng điểm quang mang nở rộ ở đầu mũi thương, Hàn Vân Thương trong tay Vạn Phong bay múa vù vù rung động, kín kẽ không sơ hở, điên cuồng không ngừng tấn công. Nhất thời, gió lạnh gào thét. Bụi bặm ngưng kết thành từng mũi băng sắc nhọn đang gào thét giống giận tại hiện trường. Đặc tính của Hàn Vân Thương trong tay hắn ta đại khái đã phát huy được 7 thành uy lực, thương thế cực kỳ khiếp người. Nhưng vô dụng. Cổ tay hắn ta vừa động đậy, Diêm Thiên Thụy chỉ cười khẩy, bèn né tránh trước, hoàn toàn không thể đả thương được tới một cọng lông của hắn ta.
Lâm Nhất khẽ nhíu mày, Nhĩ Khiếu. Khiếu thứ ba mới mở của Diêm Thiên Thụy có lẽ là Nhĩ Khiếu, tiếng gió vừa nổi lên hắn ta đã có thể phán đoán ra được thế tấn công của đối phương, thực hiện né tránh trước, đứng ở vị trí bất bại. Tiên Thiên Thất Khiếu, mỗi khi mở một khiếu thì sẽ có thể cường hóa được một năng lực. Chương 254, ta còn chưa nóng người nữa. Lâm Nhất đã mở được nhãn khiếu nên rất rõ, thì lực của bản thân đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Huyệt khiếu càng mở nhiều thì những ưu thế do các loại cường hóa này mang lại sẽ càng bạo tăng nhiều lần. Tiên Thiên Nhất Khiếu với lưỡng khiếu khác biệt vẫn chưa quá lớn, nhưng so với tam khiếu thì gần như là cách biệt một trời một vực. Diêm Thiên Thụy nhiều hơn Vạn Phong một khiếu, trong chiến đấu đã chiếm được ưu thế cực lớn, quả thực là không giống đang chiến đấu mà giống như đang chơi đùa đối thủ hơn. Lâm Nhất nhìn mà cũng phải âm thầm kinh hãi, ưu thế dựa trên cảnh giới thực sự quá rõ ràng. Còn chưa chịu tế ra võ hồn, vậy đừng tế ra nữa đi. Oanh! Khí thế trên người Diêm Thiên Thụy đột nhiên bạo tăng, đánh ra một chưởng, cả nắm quyền bạo phát ra quang mang màu huyết sắc đỏ rực, ngăn chặn ngay đầu mũi thương. Sắc mặt Vạn Phong khẽ thay đổi, hai tay nắm chặt chuôi thương, dùng lực rút về. Nhưng lại vô cùng sợ hãi phát hiện ra, bất luận dùng sức thế nào thì Hàn Vân Thương cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, giống như bị lòng bàn tay của đối phương hút chặt lấy vậy. Siêu! Chỉ trong thời gian bằng đá đánh lửa, Diêm Thiên Thụy đã trở tay tóm chặt lấy đầu thương, ánh sáng màu huyết sắc bao bọc lấy toàn thân thanh thương, xoay người kéo lại. Cò cò cò! Vạn Phong bị kéo đi loạng choạng vài bước, lòng bàn tay đau đớn, Hàn Vân Thương đã bị kéo rời khỏi tay hắn ta. Của ta! Vạn Phong kinh hãi hét lên, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đối phương lại cầm Hàn Vân Phương đánh ngang ra. Thình thịch! Lực đạo khổng lồ ầm ầm bùng bổ. Đánh cho Vạn Phong thổ huyết bay đi, cả người bị đánh bay lên không trung. Hiu! Hàn Vân Thương lại xoay một vòng, Diêm Thiên Thụy nhếch mép cười gằn dữ tợn, một tay cầm chuôi thương đâm thẳng lên trời. Phốc! Vạn Phong giữa không trung nháy mắt bị đâm trúng, huyền giáp trước ngực cũng bị một thương này ngang ngược đâm thủng. Vết thương trước ngực máu tươi tuôn chảy không ngừng, khiến người khác nhìn thấy cũng phải hãi hùng khiếp vía. Thình thịch! Thình thịch! Vạn Phong sau khi rơi xuống đất thì phát ra một âm thanh cực lớn, cơ thể nặng nề rơi mạnh xuống. Đủ rồi, trận này chúng ta nhận thua. Vạn Thu Giã nhìn thấy Diêm Thiên Thụy hung ác như vậy liền vội vàng lên tiếng, bảo trưởng bối Vạn gia nhanh chóng đưa Vạn Phong bị trọng thương ngã trên đất đi. Quay lại nhìn, ánh mắt Vạn Thu Giã rơi trên người Lâm Nhất. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong đám người Vạn gia cũng nhìn về phía hắn. Ai cũng không ngờ được cục diện đang tốt như vậy lại bị nghịch chuyển nhanh như thế. Khổng gia lại mời đến một đệ tử tinh anh của Huyết Vân Môn, Vạn Phong giao thủ với đối phương hoàn toàn là thế cục nghiêng hẳn về một phía. Đều khiến mọi người không thể nhìn thêm được nữa, quá thảm rồi. Tâm tình đều có vẻ có chút trầm trọng, linh hồ bát phẩm xem ra định sẵn phải san sẻ mất một nửa rồi. Lợi ích mà. Lâm Nhất áp lực khá lớn, sắc mặt thoáng chút có vẻ ngưng trọng đi tới. Ngươi có bao nhiêu phần thắng? Lúc đi qua người Vạn Thu Giã, đối phương đột nhiên mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không biết. Không biết, đây đồng nghĩa với việc cam chịu rồi. Vạn Thu Giã lập tức dò ra có chút mất hết hy vọng, nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao đó cũng là đệ tử tinh anh của Huyết Vân Môn. Đối mặt với đối thủ Tiên Thiên Tam Khiếu, nói thật Lâm Nhất quả thực không biết có bao nhiêu phần trăm thắng. Nhưng cam chịu ư, vẫn chưa đến mức đó. Tiên Thiên Tam Khiếu dù sao cũng phải thử một lần mới biết được. Vạn gia chỉ còn lại một mình ngươi ư. Dưới chiếc mặt nạ nửa mặt, thần sắc Diêm Thiên Thụy ung dung, thoáng chút nhạt nhẽo nói ta còn chưa nóng người nữa. Sớm biết thế này thì đã không đến rồi. Trả lại Hàn Vân Thương cho ta đã, Lâm Nhất thản nhiên nói. Ha ha, nói hay, nói hay. Siêu. Diêm Thiên Thụy cười nhạo một tiếng, một cỗ hồng mang huyết sắc bọc lấy Hàn Vân Thương bùng nổ hướng tới. Âm thanh xé gió chói tai tựa như sấm sét, chấn cho màng tai mọi người hơi đau nhức, Hàn Vân Thương giống như một tia chớp màu máu bắn nhanh lao tới. Nhanh quá! Đám người Vạn gia hít ngược một ngụm khí lạnh, bước chân thậm chí còn không chịu nổi mà hơi lùi về sau mấy bước. E sợ rằng Lâm Nhất không đón nhận nổi mà lan đến gần bọn họ. Nhưng cảnh tượng ai cũng không ngờ được lại đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy Lâm Nhất không lùi không tránh, giơ tay ra tóm lấy, trực tiếp nắm chắc chuôi thương. Hồng hậu. Hàn Vân Thương trong tay hắn không ngừng xoay tròn, làm giấy lên cuồng phong vô biên. Một thương khiến người khác sợ hãi lại được Lâm Nhất tóm lấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Siêu.
Hàn Vân Thương vũ động một vòng, Lâm Nhất bèn nhảy mạnh lên trời, một tay tóm chặt lấy chuôi thương, giống như đang tóm một con nhiệt long chém thẳng xuống. Cảnh tượng đột ngột như vậy ngược lại khiến cho Diêm Thiên Thụy hơi trở tay không kịp, sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng né tránh. Cò cò cò. Nhưng hắn ta vừa lui lại, thương trong tay Lâm Nhất bèn bám sát theo, tựa như một con linh xà vẫy đuôi, một thương tiếp nối một thương, bám chặt lấy không buông tha. Sắc mặt của Diêm Thiên Thụy lập tức thoáng chút khó coi, cho dù hắn ta đã nghe ra được phương hướng trường thương đánh tới thì cũng vẫn có vẻ né tránh không kịp. Quá nhanh rồi. Hắn ta một bước bị rơi vào thế bị động, cả người liền bị rơi vào bị động, hoàn toàn không thể phản kháng. Sau 10 chiêu, bị bước cho lui đến mức không thể lui thêm được nữa, không thể không dùng hai tay lần lượt thay đổi để đón đỡ thương tiếp theo. Đã bị bước lui 10 bước ngay tại chỗ. Hai tay đau nhức không thôi, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lực đạo mạnh quá. Đủ nóng người chưa? Ngẩng đầu lên nhìn, trên gương mặt thanh tú của Lâm Nhất lại lộ ra một nụ cười sáng lạn, không chịu buông tha, lần nữa giết tới. Huyết Vân Thủ. Trong lòng Diêm Thiên Thụy tức giận mắng một tiếng, giơ tay lên huyết quang khởi động, lại giở trò cũ ra, đánh một chưởng lên đầu mũi thương. Cỏ. Khoảnh khắc khi lòng bàn tay chạm vào mũi thương, khóe miệng Diêm Thiên Thụy cong lên thành một nụ cười, trở tay một chảo liền nắm chặt lấy đầu thương. Khởi cho ta. Nhưng vừa kéo thì Diêm Thiên Thụy biến sắc, đối phương lại không chút nhúc nhích, giống như một tòa núi sừng sững nguy nga. Xuất ra bản lĩnh thật sự đi xem nào, ta còn chưa nóng người nữa. Cổ tay Lâm Nhất khẽ run, dưới lực phản chấn cực lớn, Diêm Thiên Thụy chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, vội vàng buông tay, từ từ lùi về sau vài bước. Chương 255, những gì ngươi nói đều vô dụng. Diêm Thiên Thụy lùi lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững, hắn ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt thận trọng hơn. Cảnh tượng vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chẳng ai ngờ được Diêm Thiên Thụy người chưa chuẩn bị kịp để Lâm Nhất cướp mất cơ hội quyết định sẽ rơi vào thế bị động, liên tục chịu đòn. Nhưng khi nghe thấy lời của Lâm Nhất thì bỗng dưng giật mình, trình độ này rồi vẫn được coi là chưa làm nóng người. Ta đã coi thường ngươi, chắc ngươi không phải người của quận Thanh Dương đúng không? Trông Diêm Thiên Thụy rất bình tĩnh, không hề tỏ ra căng thẳng vì sự thất bại trước đó. Ta mới đến. Lâm Nhất hờ hững đáp. Ta đoán không sai mà, thế nào? Có hứng thú gia nhập huyết vân môn của ta không? Sau này theo ta, bảo đảm ngươi sẽ có một vị trí trong huyết vân môn. Diêm Thiên Thụy tuét miệng cười tươi rói. Các võ giả Khổng gia lập tức nhíu chặt mày, làm gì vậy? Không ngờ hắn ta lại chiêu mộ Lâm Nhất. Nhưng nghĩ lại, Lâm Nhất mới tiên thiên nhất khiếu đã có thực lực như thế, quả thật có giá trị chiêu mộ. Không có hứng thú. Thật sao? Vậy thì ngại quá, ta chỉ có thể giết ngươi thôi, khặc khặc. Diêm Thiên Thụy vẫn đang cười, nhưng nụ cười của hắn ta lúc này khiến người khác lạnh cả sống lưng. Vèo. Dứt lời, mọi người chưa được thấy khí thế phát ra từ Diêm Thiên Thụy mạnh hơn bao nhiêu thì hắn ta đã nhún chân biến mất như dịch chuyển tức thời. Khi xuất hiện lần nữa, hắn ta đã đứng trước mặt Lâm Nhất. Cước khiếu. Vạn Thu Giã thầm giận mình, không ngờ lúc nãy Diêm Thiên Thụy đã đả thông tam khiếu gồm nhĩ, thủ, cước lại áp chế nhất khiếu. Lâm Nhất khẽ biến sắc. Nhanh chóng lùi lại rồi tung một chưởng vào vị trí hắn đứng trước đó. Đối phương tấn công ở cự ly gần khiến Hàn Vân Thương trong tay Lâm Nhất hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Sau khi lùi lại vài bước, Lâm Nhất đành phải vứt Hàn Vân Thương, nếu không bỏ nó thì hắn không tài nào phòng thủ được. Diêm Thiên Thụy cười lớn, quá chậm, quá chậm, quá chậm. Tốc độ hoàn toàn không theo kịp đối phương, Lâm Nhất chỉ có thể thụ động phòng thủ, bị buộc lùi từng bước một. Quá nhanh. Thân pháp của Diêm Thiên Thụy đã đả thông cước khiếu hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lâm Nhất, hắn chỉ đánh trả được vài lần, nhưng tất cả đều bị Diêm Thiên Thụy né một cách dễ dàng, ngược lại hắn phải cố đỡ hầu hết mọi chiêu của hắn ta. Lâm Nhất đang lùi nhanh về sau bỗng run chân, thân pháp lập tức rối loạn. Diêm Thiên Thụy cười khẩy, còn lùi được nữa không? Sau đó hắn ta tung một chưởng như cuốn theo cơn gió máu, trong đó ngầm ẩn tiếng rít thê lương. Huyết ảnh như phong. Một đòn mãnh liệt kỳ dị với uy thế đáng sợ, nếu đánh trúng Lâm Nhất, với tu vi tiên thiên nhất khiếu của hắn thì không chết cũng sẽ bị thương nặng, quan trọng hơn là hắn không thể tránh. Khổng Nguyên cười gằn, biết đã sắp kết thúc, chung quy cũng chỉ là một tên vô dụng mới đả thông nhất khiếu thôi. Nhưng trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Lâm Nhất đột nhiên bay vút lên, toát ra một hơi thở nóng rực đầy cuồng bạo, hơi nóng tỏa ra, nơi đây như biến thành vùng đất dung nham. Viêm Ma Chi Khu. Trời ạ!
Đây không phải viêm ma chi khu của vạn gia ta sao? Không ngờ mới 5 ngày hắn đã luyện thành. Người vạn gia thốt lên kinh ngạc, vừa nhìn là nhận ra viêm ma chi khu của Lâm Nhất ngay, đó là lôi viêm chiến thể công pháp tiên thiên của vạn gia. Với sự trợ giúp của viêm ma chi khu, Lâm Nhất giận dữ thét lên, 5 ngón tay siết chặt, ngàn cân chi lực tụ lại, mạnh mẽ đỡ lấy một chưởng đáng sợ của đối phương. Bùm! Quyền chưởng chạm nhau phát ra tiếng nổ rung trời, gió tanh thổi loạn, mặt đất nứt ra tạo thành khe hở rất sâu. Một đòn quyết định cứ thế đã bị Lâm Nhất dùng viêm ma chi khu đỡ lấy. Diêm Thiên Thụy bị đánh văng, trong mắt lóe lên vẻ ác độc, hắn ta đột nhiên thay đổi chiêu thức ngay trên không rồi tiếp tục ra đòn. Dựa vào ưu thế thân pháp, Diêm Thiên Thụy chưởng thẳng vào đầu Lâm Nhất, không hề cho hắn một cơ hội thở dốc. Huyết Vân Trảm. Diêm Thiên Thụy hét lớn, hai mắt trở nên đỏ ngầu, mơ hồ có huyết lệ thấm ra, huyết quang tỏa ra từ trên người hắn ta. Một chưởng tung ra, ngưng tụ thành tia đao quang dài nửa trượng. Lại là võ kỹ tiên thiên trung phẩm, mạnh hơn cả huyết ảnh như phong trước đó. Bất diệt kim cương ấn. Nhìn lưỡi đao máu đáng sợ phía trên đầu, Lâm Nhất cũng không dám sơ suất, hai tay tạo thành kết ấn kỳ quái. Khi lưỡi đao máu sắp rơi xuống, hắn hét lớn một tiếng rồi đẩy mạnh. Bất diệt kim cương ấn tỏa ra kim quang óng ánh, mạnh mẽ thô bạo, và chạm vào lưỡi đao máu ngay trước mắt mọi người. Sau một tiếng nổ vang như sấm, dư âm đáng sợ vọng ra bốn phía, các võ giả hai bên lần lượt lùi nhanh lại. Oanh oanh oanh. L, ẩn lượt từng cây đại thụ chọc trời bị nghiền nát thành gỗ vụn dưới sự càn quét của dư âm. Cảnh tượng đáng sợ khiến người xem đều kinh hãi, nhưng ánh mắt của họ vẫn nhìn theo hai người đứng trong bụi gỗ mịt mù. Trong làn bụi, hai người vừa ra một đòn lập tức lao vào đánh nhau, quần áo của Diêm Thiên Thụy đã rách vì cú nổ, loáng thoáng thấy được vết máu trên cánh tay hắn ta. Huyết Vân Trưởng cũng không thể áp chế hắn sao? Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Khổng Nguyên, chiêu thức mà Lâm Nhất thi triển chỉ là mãnh hổ quyền bình thường không thể bình thường hơn nữa. Nhưng mãnh hổ quyền trong tay hắn đã đạt tới viên mãn đỉnh phong từ lâu, Lâm Nhất thi triển chiêu này rất có cảm giác độc nhất vô nhị. Dựa vào sự trợ giúp của bất diệt kim cương ấn, hắn đã hoàn toàn áp chế trường pháp tiên thiên của đối phương. Tốt lắm! Vạn Thu Giá không nhịn được lên tiếng, mắt lóe lên niềm vui sướng. Lâm Nhất có viêm ma chi khu đã thu hẹp chênh lệch về cảnh giới, không ngờ hắn có thể giành được ưu thế dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình về mãnh hổ quyền. Chương 256. Nhưng trong mắt ông ta vẫn có vẻ lo lắng, theo như ông ta biết thì thủ đoạn của Huyết Vân Môn không chỉ có thế này. Sau khi cát bụi hoàn toàn lắng xuống, mọi người nhìn thấy bộ dạng của Diêm Thiên Thụy thì đều bị sốc. Người hắn ta đầy máu, quần áo tả tơi, đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt vằn vẹo dữ tợn. Còn Lâm Nhất, làn da hắn đỏ như sắt, mái tóc dài tung bay như lửa. Hắn dựa vào viêm ma chi khu bá đạo, chống lại thế tấn công của đối phương. Hắn bị thương nhẹ hơn đối phương rất nhiều. Hờ hờ, không chống đỡ được nữa đúng không? Diêm Thiên Thụy cười gằn, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trong mắt hiện lên sát ý. Hắn ta là đệ tử ưu tú của Huyết Vân Môn mà lại không áp chế được một tên mới vào tiên thiên, điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận. Nhưng càng tức giận, ý giết người càng lớn thì hắn ta lại càng lý trí, chỉ là khuôn mặt sẽ càng thêm dữ tợn. Thân thể to lớn của Lâm Nhất đột nhiên thu nhỏ, khí tức cuồng bạo trên người biến mất, thân thể của hắn đã không chống đỡ được viêm ma chi khu nữa. Khi cơ thể trở lại bình thường, Lâm Nhất lùi lại một cách điên cuồng, tránh xa đối thủ. Hắn thở dốc, mặt đỏ bừng, mồ hôi trên trán tuôn xuống như mưa, trông có vẻ rất mệt mỏi, duy chỉ có đôi mắt là vẫn còn cố chấp. Chiến đấu quyết liệt với cao thủ tiên thiên tam khiếu với hắn mà nói là khá khó khăn, vất vả. Gần như hắn đã sử dụng hết các chiêu bài, nhưng vẫn không giành được ưu thế chiến thẳng. Đến ta rồi. Mặt nạ huyết sắc trên mặt Diêm Thiên Thụy chợt thấm vào máu thịt, khuôn mặt hắn ta không ngừng vặn vẹo, trở nên đáng sợ như dã thú. Có tiếng đùng đùng nổ vang phát ra từ trong cơ thể hắn ta, khí thế trên người tăng vọt, huyết quang trong tay chuyển động, ngưng tụ thành trọng xích võ hồn. Thú hóa. Vẻ mặt Vạn Thu Giá nghiêm nghị, đây là bí thuật chỉ đệ tử ưu tú của Huyết Vân Môn mới có thể thành thạo. Mỗi chiếc mặt nạ huyết sắc đều ẩn chứa linh hồn của một con yêu thú, khi cần thiết có thể thú hóa. Một khi thú hóa sẽ trở nên vô cùng ngỗ ngược, dù lúc trước hao tổn bao nhiêu cũng có thể hồi phục trong nháy mắt, khí thế tăng lên một bậc. Huyết Vân Môn là một trong tam đại bá chủ, có thể đứng vững hàng trăm năm, đệ tử ưu tú trong tông môn chắc chắn phải có thủ đoạn để bảo vệ chính mình. Nhận thua.
Vạn Thu Giá kìm nén nỗi bất lực trong lòng, lớn tiếng nói, trận chiến này chúng ta nhận thua, ta sẽ nhường một nửa linh hồ bát phẩm. Đấu cùng đối phương tới mức này, Lâm Nhất đã rất khó khăn rồi, không cần đánh thêm nữa. Lâm Nhất hơi giận mình, nhìn Vạn Thu Giá với vẻ mờ mịt. Nhận thua, không thể nào, ta đã nói sẽ phế hắn thì hôm nay nhất định phải phế hắn. Nhưng nào ngờ Diêm Thiên Thụy lại chẳng quan tâm, hắn ta cầm trọng xích võ hồn trong tay rồi xông tới. Vút vút vút, hắn ta đã thú hóa trở nên cực kỳ điên cuồng, tựa như dã thú. Khi hắn ta vung trọng xích lên, huyết quang chợt lóe. Lâm Nhất cứ tưởng đã kết thúc, hắn đang nhìn Vạn Thu Giá vì thế không kịp đề phòng. Xoẹt, huyết ảnh quẹt qua trước ngực hắn, vết thương dữ tợn xuất hiện, nhìn như bị móng vuốt của dã thú cào rách. Vết thương sâu có thể thấy cả xương, máu chảy không ngừng. Hờ hờ, trận chiến này là trận chiến sinh tử, chưa có người chết thì chưa dừng lại. Vạn Thu Giá, không phải huynh nói kết thúc là kết thúc đâu, mặt Khổng Nguyên vặn vẹo, ông ta liên tục chế nhạo. Tình hình trận chiến trở nên cực kỳ hung ác, Diêm Thiên Thụy gọi võ hồn ra, đồng thời còn thú hóa. Thế tấn công cực kỳ đáng sợ, khiến Lâm Nhất không có cơ hội thở dốc. Phập! Trọng xích huyết sắc nặng nề lại đâm vào người Lâm Nhất, để lại vết sẹo khủng khiếp. Không ai dám đắc tội Huyết Vân Môn, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Diêm Thiên Thụy cười như điên, trong mắt đầy vẻ cuồng loạn. Lâm Nhất hơi tức giận, đây không còn lại trận chiến sinh tử bình thường nữa, đối phương muốn từng chiêu hành hạ hắn đến chết. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh, tiếp tục chiến đấu. Diêm Thiên Thụy cầm xích trọng trong tay, tiếp tục đánh tới, Lâm Nhất tránh chỗ hiểm, lấy thân đỡ lấy. Trọng xích nặng nề lập tức đâm vào sườn ngực Lâm Nhất. Linh nguyên huyết sắc cuồng bạo dâng trào. Nhưng khi Diêm Thiên Thụy muốn rút trọng xích ra thì đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Hắn ta vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Nhất đã lấy hộp đựng kiếm sau lưng xuống trong lúc hắn ta tấn công. Đó là... Khoảnh khắc nhìn thấy hộp đựng kiếm, Diêm Thiên Thụy chợt thấy hoảng loạn. Nhưng Lâm Nhất cầm hộp đựng kiếm tựa như cầm tấm cửa ném về phía Diêm Thiên Thụy, hắn ta còn chưa rút trọng xích ra thì đã nặng nề ngã xuống. Giác! Hộp đựng kiếm nặng 2.500 cân nặng nề bay xuống, tiếng xương gãy liên tục vang lên. Trên mặt Lâm Nhất mang theo chút thù địch, hắn cầm hộp đựng kiếm, tiến lên ba bước rồi lại ném tiếp lần nữa. Duỳnh, duỳnh, duỳnh. Một đòn đã thành công, không chút nể tình, hắn coi Diêm Thiên Thụy như bao cát mà đánh liên tiếp ba lần trong không trung. Sau khi tiếp đất, xương trên người hắn ta gần như đã gãy hơn nửa. Khổng Nguyên sợ hãi. La thất thành, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Nhưng Lâm Nhất chẳng thèm quan tâm, hắn tiến lên đánh tiếp, Diêm Thiên Thụy hét lên một tiếng rồi ngất đi. Súc sinh! Mặt Khổng Nguyên tái nhợt, ông ta nhìn thương thế của Diêm Thiên Thụy mà chỉ muốn giết Lâm Nhất ngay tại chỗ. Ông nói cũng vô dụng, phải hắn nhận thua mới tính. Lâm Nhất không sợ hãi, chỉ vào Diêm Thiên Thụy đã hôn mê, hờ hững nói. Vạn Thu Giá đang im lặng đột nhiên lên tiếng, cút đi. Từ nay về sau hoang sơn này đều thuộc về Vạn gia ta, nếu ta không cho phép mà các ngươi tự ý lên núi, chúng ta sẽ giết không tha. Chương 257, Linh Nhũ Tiên Thiên. Thua rồi. Người của ba đại gia tộc đều cúi đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Hôm nay bọn họ thua trận này phải nhường lại linh hồ bát phẩm, ngày tháng sau này ở Tử Viêm Thành sẽ lại khó khăn hơn. Vẻ mặt buồn bã nhưng không giấu được chút không cam lòng, đằng sau đó còn ẩn chứa sát khí hung ác. Bốp bốp bốp. Vạn Thu Giá thấy vậy thì cười khẩy, vỗ tay, ông ta từ bên ngoài khu rừng và rất nhiều cao thủ từ mọi hướng đáp xuống đất. Vút. Trong chốc lát, võ giả Vạn gia lập tức nhiều hơn gấp đôi so với ba gia tộc lớn liên thủ. Những người có thể thành danh ở quận Thanh Dương đều không phải kẻ bất tài, nhu nhược, nơi này không có lòng thương hại kẻ yếu, chỉ có lòng kính trọng kẻ mạnh. Vạn gia có thể trở thành gia tộc mạnh mẽ. Thống trị một phương ở Tử Viêm Thành đương nhiên cũng không phải người hiền lành. Khổng Nguyên cõng Diêm Thiên Thụy, vẻ mặt hung dữ, cực kỳ không cam lòng. Ông ta không ngờ người thắng trận lần này lại là tiểu tử Lâm Nhất. Theo kịch bản ban đầu, bọn họ đã có chuẩn bị, một khi thất bại sẽ trở mặt rồi ra tay luôn. Nhưng bây giờ xem ra Vạn Thu Giá cũng đã có chuẩn bị, một khi ra tay thì người của ông ta sẽ chết không còn ai. Khổng Nguyên lạnh giọng bảo, Vạn Thu Giá. Từ nay về sau hoang sơn này là của Vạn gia. Ba nhà chúng ta sẽ không đặt chân tới. Lui xuống. Vạn Thu Giá nhẹ giọng nói, võ giả Vạn gia bao vây đường sau của đối phương lặng lẽ nhường đường.
Nhưng sau này sẽ còn gặp lại, tiểu tử ngươi phá hỏng chuyện lớn của ta, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta. Khổng Nguyên hung hăng lườm Lâm Nhất rồi xoay người đi, chúng ta đi. Sau khi võ giả ba nhà rời đi, nơi đây thông thoáng hơn rất nhiều, bầu không khí cũng không còn cứng ngắc nữa. Người của Vạn gia đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Nhất, trong mắt đầy vẻ khâm phục và kính trọng. Lần này nếu không có Lâm Nhất, Vạn gia bọn họ thật sự sẽ lật thuyền trong mương, ai mà ngờ bên kia lại mời đệ tử ưu tú của Huyết Vân môn tới. Vạn Thu Giá nhìn Lâm Nhất với vẻ phức tạp, nhìn thấy vết thương trên người hắn mà nghĩ lại vẫn dùng mình. Diêm Thiên Thủy của Huyết Vân môn vốn đã tàn nhẫn rồi, nhưng không ngờ Lâm Nhất còn tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn lấy cơ thể mình đỡ lấy một đòn trọng xích võ hồn của đối phương, tạo ra cơ hội giết hắn ta. Nếu bất cẩn chúng vào chỗ hiểm sẽ chết ngay tại chỗ. Lâm huynh đệ, vết thương này của ngươi. Vạn Thu Giá khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi. Vẫn ổn, không chết được, SSS. Lâm Nhất nói liền động đến vết thương, hắn lập tức đau đớn hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn vết thương trước ngực và xương sườn hắn mà mọi người cảm thấy sợ hãi. Đòn cuối cùng của Diêm Thiên Thủy chỉ lệch nửa tấc thôi là có thể lấy mạng hắn. Lâm huynh đệ, ta nói nhiều một câu nhé. Người của Huyết Vân môn trước nay có thù tất báo, người đắc tội Diêm Thiên Thủy, Vạn gia ta không bảo vệ nổi ngươi. Vạn Thu Giá nói rất trực tiếp nhưng cũng rất thực tế. Yên tâm, ta sẽ không liên lụy Vạn gia đâu. Lâm Nhất lạnh nhạt nói, hắn có Huyết Long Mã, còn có hộp đựng kiếm, không thiếu cách bảo vệ mạng sống. Hơn nữa hắn thân cô thế cô, quận Thanh Dương rộng lớn như thế, Huyết Vân môn muốn tìm hắn cũng không dễ. Vậy thì tốt, hôm nay thực sự cảm tạ ngươi. Vạn Thu Giá nở nụ cười với vẻ mặt nhẹ nhõm, bất kể thế nào, linh hồ bát phẩm cuối cùng vẫn thuộc về Vạn gia. Đại ca, đệ thấy bây giờ Lâm huynh đệ đã bị thương nặng vậy rồi, hấp thu linh nhũ tiên thiên nữa chỉ e không ổn. Linh nhũ tiên thiên chữa lành vết thương cho hắn, nhưng hắn cũng không hấp thu được bao nhiêu, chỉ bằng nhường lại vị trí của hắn đi, chúng ta bồi thường riêng. Lúc này Vạn Thiên chậm rãi đi tới, trên mặt cũng nở nụ cười. Vậy sao được, Lâm Nhất đã giúp Vạn gia nhiều như vậy, sao lại nhường vị trí của hắn ra? Người lên tiếng là Phong Vô Hằng, dù sao hắn ta cũng còn trẻ, có gì nói đó, không sợ đắc tội ai. Lâm Nhất hơi tức giận, Vạn Thiên đúng là hẹp hòi, không ngờ ông ta lại gây khó dễ cho hắn vào lúc này. Vạn Thiên lạnh lùng quát, chuyện của Vạn gia đến lượt kẻ khác họ như ngươi xen vào à. Còn ồn ào nữa thì vị trí của ngươi cũng sẽ bị gạt ra đấy. Ông! Phong Vô Ngấn cực kỳ tức giận, nhìn Vạn Thu Giá nói, cứu cứu, cứu đừng nghe ông ta. Vạn Thiên, ta sẽ coi như đệ chưa nói câu này, chỉ một vị trí thôi mà, đệ muốn ta làm người thất hứa sao? Nếu nói đến bị thương, con trai đệ Vạn Phi Diệp cũng bị thương không nhẹ, chi bằng cũng loại bỏ vị trí của hắn, ta sẽ bồi thường riêng. Vẻ mặt Vạn Thu Giá lạnh lùng, không giận mà uy. Nghe nói vị trí của con trai mình cũng bị loại, vẻ mặt Vạn Thiên khó xử. Ông ta cười ngượng ngùng, đâu có, đệ chỉ nói vậy thôi, nói bữa ấy mà. Được rồi, cứ theo như thỏa thuận ban đầu, mọi người vào linh hồ đi. Ngoài Lâm Nhất, Vạn Phong, Vạn Phi Diệp và Phong Vô Hằng, sáu tiểu bối khác của Vạn gia cũng phấn khích đứng ra. Đi theo ta. Vạn Thu Giá dẫn đường, một đoàn người đi trên con đường núi yên tĩnh, xuyên qua khu rừng rậm rạp. Sau nửa nén hương, trước mặt chợt sáng. Mặt hồ bốc khói xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất và những người khác. Nói là hồ, thực tế chỉ là một ao nước cỡ lớn. Cảm nhận được linh khí từ làn gió thổi tới, Lâm Nhất hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thoải mái, vết thương trên người cũng dịu đi một chút. Dưới linh hồ là viêm mạch cực kỳ nóng. Các ngươi nhớ đừng lặn quá sâu, nếu không rất dễ bị thương. Gió. Chương 258, 11 vòng xoáy. Vạn Thu Giá vừa dứt lời, đoàn người liền nhảy xuống. Hay lắm. Vẻ mặt Vạn Phi Diệp vô cùng kích động, lớn tiếng kêu lên, sau đó nhanh chóng vận công bắt đầu hấp thu. Quanh thân hắn ta lập tức hình thành bốn vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Bên cạnh những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hình thành vài vòng xoáy. Có thể thấy được vòng xoáy linh khí xung quanh hai người Vạn Phong và Vạn Phi Diệp là nhiều nhất, đều là bốn cái. Mặt khác, một số người có tu vi khá thấp chỉ hình thành được một vòng xoáy, tốc độ hấp thu thua xa hai người bọn họ. Lâm Nhất, ngươi cũng xuống đó đi, nếu muộn e là linh nhũ tiên thiên trong linh hồ sẽ bị bọn họ hấp thu hết. Vạn Thu Giá khẽ cười, ông ta vốn có chút khâm phục đối với Lâm Nhất, bất kể là tính cách hay thiên phú võ đạo, đây cũng là một thiếu niên anh kiệt.
Lâm Nhất có hơi do dự một chút, sau đó mỉm cười nói, vậy thì ta không khách khí. Bịch, bọt nước văng tung tóe, hắn là người cuối cùng nhảy vào linh hồ bát phẩm. Ngay khi Lâm Nhất vận công, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh đã ngưng tụ 9 vòng xoáy, so với hai người Vạn Phong cộng lại còn nhiều hơn. Nụ cười trên mặt Vạn Thu Giá cứng lại, lộ vẻ ngượng ngùng. Khó trách tiểu tử này không dám xuống nước, hóa ra là không muốn khi dễ mọi người, công pháp tiên thiên của hắn rõ ràng cao hơn những người khác rất nhiều. Việc này, động tĩnh quá lớn khiến cho những người còn lại trong linh hồ tiên thiên đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía này. Khi nhìn thấy 9 vòng xoáy quay quanh Lâm Nhất, cả bọn lập tức biến sắc. Đáng chết, rốt cuộc tên này tu luyện công pháp gì, sao lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Vạn Phi Diệp thầm sốt ruột, vội nhắm mắt lại, liều mạng vận chuyển linh nguyên tiên thiên trong cơ thể. Những người khác cũng không cam tâm bị bỏ lại, e sợ linh nhũ tiên thiên trong linh hồ sẽ bị Lâm Nhất hấp thu hết, nhưng bất kể bọn họ có cố gắng thế nào thì cũng không đạt đến mức độ đáng kinh ngạc như Lâm Nhất. Tiên thiên thuần dương công của hắn đã nhiều lần cô động, sớm đạt đến cảnh giới khiến người ta hoảng sợ. Linh nguyên tiên thiên tựa như một ngọn lửa màu vàng bùng lên trong cơ thể, đang bắt đầu sao động, cứ như trường giang cuộn sóng, liên tục dâng trào. Soạt! Từng hạt linh nhũ tiên thiên thông qua vòng xoáy tiến vào cơ thể Lâm Nhất. Khi linh nhũ cùng linh nguyên tiên thiên dung hợp, Lâm Nhất có thể cảm nhận được tu vi của bản thân đang không ngừng gia tăng. Linh nguyên tiên thiên trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng với tốc độ trước nay chưa từng có, khiến Lâm Nhất vô cùng mừng rỡ. Khó trách ba gia tộc lớn còn lại vì cái linh hồ bát phẩm này mà suýt chút nữa đã xé rách mặt với Vạn gia. Đối với hậu bối cảnh giới tiên thiên thì linh nhũ tiên thiên quả thật là thuốc quý trời ban. Không đơn thuần là cô đọng, hơn thế nữa còn dồi dào, mạnh mẽ, lại không hề chứa một chút tạp chất. Tốc độ gia tăng tu vi có thể thấy được bằng mắt thường, luyện hóa trong một ngày còn hơn nửa năm khổ tu, thậm chí hiệu quả còn rất tốt. Có lẽ ta có thể nhân cơ hội này mở thêm một khiếu. Biết tìm đâu kỳ ngộ tốt như vậy chứ. Phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không tìm lại được nữa. Quanh thân Lâm Nhất bỗng có thêm 2 vòng xoáy nữa, vốn hắn đã có 9 cái, giờ lại đạt đến 11 cái, quả thật đáng sợ. Hiện tại, 9 người khác cộng lại mới miễn cưỡng so được với số linh nhũ tiên thiên mà hắn hấp thụ được. Vạn Thu Giá đứng trên bờ cười khổ, nói tiểu tử này đúng là nhân vật chuyên gây thù mà, nếu có lão nhị ở đây, chắc phải tức đến hộc máu. Bởi vì ông ta phát hiện 2 vòng xoáy mới của Lâm Nhất đang cố ý nghiền ép linh nhũ tiên thiên của Vạn Phi Diệp, trái lại, 8 người khác không chịu ảnh hưởng. Hồ nước vốn dĩ đặc quánh ngày càng sáng hơn, dần dần trở nên trong suốt. Vạn Phi Diệp đang nhắm mắt vận công đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, sao linh nhũ tiên thiên mà hắn ta hấp thu được ngày càng ít đi, ít đến mức khó tin. Hắn ta hoang mang mở mắt ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vạn Phi Diệp đứng ngây ra. Quanh thân Lâm Nhất có 9 vòng xoáy thì thôi đi, vậy mà còn phân ra 2 luồng linh nguyên tiên thiên điên cuồng hấp thu tại vùng nước của hắn ta. Lâm Nhất, ngươi đang làm gì vậy? Vạn Phi Diệp chửi ầm lên, phải biết muốn hấp thu linh nhũ ở linh hồ bát phẩm lần sau phải đợi đến 10 năm. Cơ hội 10 năm một lần khó có được, vậy mà Lâm Nhất lại cướp đoạt linh nhũ của hắn ta, bảo hắn ta sao có thể nhịn được. Lâm Nhất mặc kệ, hắn đang gấp rút luyện hóa linh nhũ tiên thiên, thử mở thêm một khiếu nữa. Thúc mặc kệ à. Biết bản thân không phải đối thủ của Lâm Nhất, Vạn Phi Diệp đành phải đặt hy vọng vào Vạn Thu Giá đang đứng trên bờ quan sát. Vạn Thu Giá thản nhiên nói, ta cảm thấy ngươi vẫn nên yên tĩnh tiếp tục hấp thu đi, ngươi xem kìa, ngươi lo gây để hắn cướp đi không ít linh nhũ tiên thiên. Á. Vạn Phi Diệp cúi đầu nhìn thì phát hiện vùng nước của mình đã sắp trong đến mức thấy đáy rồi, hắn ta lập tức phát hoảng. Đáng giận. Hắn ta thầm mắng một tiếng. Rồi vội nhắm mắt lại, tranh thủ vận công hấp thu. Ở một bên khác, Vạn Phong lén lút mở mắt ra xem, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta mừng rỡ không thôi, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Vậy mới tốt. Vạn Phi Diệp chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn ta, nhìn thấy đối phương cuống quýt hoảng sợ, đương nhiên hắn ta rất vui vẻ. Huống hồ, Lâm Nhất không hề cướp đoạt đến vùng nước của hắn ta, số linh nhũ này đủ để hắn ta luyện hóa. Về phần Lâm Nhất, tên tiểu tử kia có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không phải người của Vạn gia. Thời gian dần trôi qua, cùng với 11 vòng xoáy được ngưng tụ, tu vi của Lâm Nhất điên cuồng tăng trưởng. Tạch. Chương 259, khe nứt trên viêm mạch. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên,
Bất kể có luyện hóa bao nhiêu linh nhũ tiên thiên thì tu vi của hắn cũng bị đình trệ. Lâm Nhất Thầm cảm thấy thất vọng, biết rằng mình đã đụng đến bình chướng, linh nhũ trong linh hồ bát phẩm đã không đủ để giúp hắn đột phá. Đáng tiếc, chỉ còn kém một chút, chỉ kém nửa bước nữa thôi là ta có thể mở thêm một khiếu rồi. Lâm Nhất mở mắt, ánh mắt hắn lộ rõ sự thất vọng, khi thấy những người khác vẫn còn đang gấp rút luyện hóa, tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Nhất đành cười khổ. Tiểu Hữu, căn cốt của ngươi không ổn. Vạn Thu Giá đang đứng trên bờ hộ pháp cho bọn họ, khi nhìn thấy Lâm Nhất mở mắt, ông ta khẽ cười nói. Hấp thu nhiều linh nhũ tiên thiên như vậy mà còn chưa mở được khiếu thứ hai, Vạn Thu Giá chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Lâm Nhất phân tán những vòng xoáy mà mình đã ngưng tụ, không phủ nhận mà nói, Vạn tiền bối, rốt cuộc dưới đáy hồ có thứ gì? Vạn Thu Giá khẽ đáp, ở đáy hồ có viêm mạch, sóng nhiệt cực nóng, có địa hỏa ngày đêm thiêu đốt, ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào đó. Sao vậy, ngươi muốn đi thử à? Dù sao cũng còn sớm, không biết nồng độ linh nhũ ở đáy hồ có cao hơn không? Ngươi có thể tìm hiểu thử, tuy nhiên đừng lặn quá sâu, nên biết khó mà lui, nếu không ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Vạn Thu Giá mỉm cười, vô cùng thấu hiểu. Người trẻ vốn dĩ rất hiếu kỳ, nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nhất là Lâm Nhất, lại là một người ưa thích mạo hiểm. Đa tạ Vạn tiền bối, ta đi một chút sẽ quay lại. Sau đó, Lâm Nhất vác theo hộp đựng kiếm lặn xuống đáy hồ. Linh nhũ tiên thiên ở đáy nước không ít, nhưng nồng độ cũng không có quá nhiều khác biệt. Đối với hắn, hiện tại chúng không có tác dụng gì nhiều. Hắn đã chạm đến bình chướng, có hấp thu thêm nhiều linh nhũ tiên thiên nữa cũng sẽ không tăng tiến. Trừ phi là loại linh nhũ có nồng độ lớn hơn gấp vài lần, hoặc vài chục lần, bằng không thì chỉ có thể ngoan ngoãn mài mòn theo thời gian mà thôi. Dưới nước có một số thực vật kỳ quái sinh trưởng, đáng tiếc, sau khi xem xét một phen, Lâm Nhất phát hiện không có gì đáng dùng. Hoặc là nói tất cả những linh thảo có giá trị sớm đã bị Vạn Thu Giá càn quét sạch rồi. Nóng quá. Sau khi lặn xuống hơn 10 mét, Lâm Nhất cảm giác được một luồng khí nóng đúng như lời Vạn Thu Giá đã nói, quả thật rất đáng sợ. Cũng may hắn tu luyện viêm ma chi khu, có thể miễn cưỡng chống đỡ được, vẫn chưa gặp trở ngại. Lặn tiếp thêm 100 mét vẫn chưa nhìn thấy đáy, lúc này, cơ thể Lâm Nhất đã đến giới hạn, nếu tiếp tục lặn xuống dưới e là sẽ bị đun sôi. Tuy nhiên, đến độ sâu này có thể thấy được địa hỏa như lời Vạn Thu Giá đã nói. Đáy hồ đang không ngừng thiêu đốt, thoáng thấy ánh lửa bùng lên dưới đó. Đây chính là địa hỏa mà Vạn Thu Giá cũng không dám chạm vào sao. Lâm Nhất nhìn một hồi, khi thân thể sắp không chịu đựng nổi nữa, nảy sinh ý định thoái lui thì. Soạt. Ngay lúc này, hộp đựng kiếm trên lưng hắn đột nhiên phát ra từng luồng khí lạnh, khiến hơi nóng quanh thân hắn tiêu tán. Cổ kiếm hạp, tử băng thánh hỏa. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, không ngờ đến thời điểm mấu chốt, cổ kiếm hạp lại mang đến bất ngờ cho hắn. Tử băng thánh hỏa chính là ngọn lửa bổn nguyên của băng phượng, đặc điểm chính là lạnh lẽo thấu xương. Đồ đằng tử băng diên tước trên hộp đựng kiếm dường như sống lại, hưng phấn tung cánh trên vỏ hộp. Có nên đi xem thử không nhỉ? Lúc trước, thông qua vẻ mặt Vạn Thu Giá, Lâm Nhất đoán chắc ông ta đã sớm đảo qua một lần, nếu trong linh hồ có kỳ hoa dị thảo gì, chắc chắn đã bị ông ta vơ vét. Chỉ có nơi mà ông ta không đến được mới có chuyện bỏ sót, hẳn là sẽ có kết quả khác. Thế nhưng ngay cả người đã mở lục khiếu còn không chịu nổi địa hỏa đang thiêu đốt trên viêm mạch, thì chỉ với cổ kiếm hạp hắn có thể làm được sao? Đi xem thử. Lâm Nhất cắn răng chịu đựng luồng hơi nóng sộc lên từ dưới đáy hồ, tiếp tục lặn xuống dò xét. Thoạt nhìn thì địa hỏa có vẻ rất gần, nhưng phải lặn hơn 400 mét nữa mới chính thức đến gần nó. Thật kỳ diệu, phía trên viêm mạch cứng rắn, địa hỏa đang từ từ thiêu đốt trong nước, Lâm Nhất có cảm tưởng như lạc vào cõi mộng. Vèo. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống phía trên viêm mạch, lúc này, toàn thân hắn lập tức được bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu tím lạnh lẽo. Lâm Nhất bước đi giữa địa hỏa đang thiêu đốt mà không hề gặp trở ngại, cơ thể hắn vẫn lạnh lẽo như cũ. Ánh mắt hắn phát ra hào quang cực nóng, đang không ngừng quan sát bốn phía. Đã có thể sinh ra kỳ cảnh thiên địa như linh hồ thì chắc chắn sẽ có kỳ hoa dị thảo đi kèm, vấn đề là tìm được hay không mà thôi. Đáng tiếc, dường như không được may mắn cho lắm. Lâm Nhất tìm kiếm suốt nửa canh giờ nhưng chỉ phát hiện ngoại trừ địa hỏa, nơi này không còn bất kỳ thứ gì khác, hoàn toàn trụi lùi. Ngay khi hắn sắp hoàn toàn hết hy vọng, đột nhiên dưới chân giẫm phải một khe nứt trên viêm mạch,
phía dưới có bong bóng không ngừng trào lên. Bong bóng, chẳng lẽ phía dưới rỗng? Khe nứt không ngừng kéo dài xuống dưới, càng đi xuống, miệng khe nứt càng lớn hơn, đến cuối cùng, nó đã to độ khoảng hai bàn tay. Thoạt nhìn, có thể miễn cưỡng xuống được. Đi thôi. Tìm kiếm cả buổi vẫn không thu hoạch được gì, Lâm Nhất không chút do dự chui vào khe nứt, đi xuống dưới. Không biết đã bơi trong nước bao lâu, khi vừa ngoi đầu lên, đập vào mắt Lâm Nhất là một hang động đá vôi, thạch nhũ phía trên đầu vô cùng sắc bén. Phía dưới linh hồ bát phẩm vậy mà lại có một hang động đá vôi, quả thật kỳ diệu. Hắn leo lên bờ, tò mò quan sát bốn phía, những tổn thương trên người hắn trong quá trình luyện hóa linh nhũ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, sau khi dùng linh nguyên hong khô nước đọng trên người, Lâm Nhất đã đạt đến trạng thái tốt nhất tiên thiên nhất khiếu đỉnh phong. Tí tách. Trong hang động đá vôi trống trải không ngừng vang lên âm thanh nước chảy róc rách, Lâm Nhất đi về phía phát ra âm thanh. Một lúc sau, khung cảnh trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, xuất hiện trong tầm mắt là một khối thạch nhũ cực lớn đang treo ngược trên hang đá, từng giọt thạch nhũ không ngừng men theo đầu nhọn của khối đá rơi xuống. Đây là... chương 260, bị yêu xà tập kích. Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, chất lỏng nhỏ xuống từ thạch nhũ này hẳn là linh nhũ tiên thiên. Linh nhũ tiên thiên trong linh hồ cũng không phải là đơn chất, mà vốn dĩ đã bị pha loãng đi. Linh nhũ không cách nào phân tách khỏi nước, cho nên chỉ có thể luyện hóa bên trong hồ. Hướng mắt xuống phía dưới thạch nhũ, Lâm Nhất thấy được một bệ đá được hình thành tự nhiên. Đỉnh bệ đá bị nước mài mòn tạo thành một cái bồn đá, bên trong chứa đầy linh nhũ tiên thiên. Có thể thấy được linh nhũ tiên thiên tràn ra ngoài, men theo cột đá rơi vào trong nước, sau đó chảy xuôi dòng. Lâm Nhất giật mình hiểu ra, hóa ra linh hồ bát phẩm được hình thành như vậy. Những mạch nước ngầm tràn đầy linh nhũ trải qua viêm mạch nung nóng sẽ bị pha loãng hoàn toàn, hình thành cảnh tượng mà Lâm Nhất nhìn thấy lúc ở trên mặt đất. Linh nhũ tiên thiên trong linh hồ đều được hình thành như vậy, có thể nói nơi đây chính là suối nguồn của linh hồ. Tim Lâm Nhất lập tức đập thình thịch. Chỉ là linh nhũ được pha loãng mà đã khiến các gia tộc lớn ở Tử Viêm Thành suýt nữa trở mặt với nhau. Thử hỏi số linh nhũ tiên thiên thuần chất này có giá trị như thế nào? Thịch thịch thịch. Lâm Nhất vọt sang bên đó, trong đầu hắn không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ lấy bình ngọc ra, bắt đầu thu hoạch linh nhũ. Thoáng chốc, 10 bình ngọc trong túi trữ vật đã tràn đầy. Sau đó Lâm Nhất bắt đầu phát sầu. Mấy cái bình ngọc này lúc trước được dùng để đựng đan dược, hiện tại trên người hắn cũng không có gì khác để chứa. Nhưng trong bồn đá còn đến 99% linh nhũ tiên thiên nữa, vừa nhìn đã khiến người ta phát thèm. Lâm Nhất cực kỳ buồn rầu, cứ như một người đột nhiên phát hiện một đống vàng lớn, nhưng chỉ có thể nắm được một nắm. Nhưng ngay lúc này, Lâm Nhất không hề hay biết ở sâu trong hang động có một đôi mắt đỏ sậm mang theo khí lạnh bước người đang dõi theo hắn. Đó là một con rắn lớn, lưỡi rắn phun ra thụt vào, nó đang từ từ bơi về phía Lâm Nhất mà không hề phát ra tiếng động. Dường như Lâm Nhất đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trên đầu là một khối thạch nhũ đang nhỏ giọt linh nhũ. Thế nhưng thực chất không phải nhỏ, mà là bản thân nó đang hòa tan từng chút một. Linh nhũ tiên thiên hóa thạch. Tim Lâm Nhất đập loạn xạ, hai mắt hắn bỗng trở nên nóng rực, quả thật bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Linh nhũ tiên thiên hóa thạch này so với linh nhũ tiên thiên dạng lỏng không biết quý giá hơn gấp bao nhiêu lần. Phải đánh gãy nó. Lâm Nhất nhảy vọt lên không, dùng trường làm dao, hung hăng bổ về phía thạch nhũ. Thế nhưng ngay lúc đó, một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến hắn cảm thấy có hơi kỳ quái, phía trên hang động đá vôi này là viêm mạch thì gió lạnh ở đâu ra. Vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Một con rắn khổng lồ màu đỏ rực đang há cái miệng như bồn máu ra, nó ở cách hắn chưa đến một mét. Nếu như Lâm Nhất lựa chọn tiếp tục đánh gãy thạch nhũ thì hắn hẳn phải chết. Kết cục chính là bị con rắn này nuốt chửng. Nhưng nếu không đánh gãy thì sẽ không chiếm được gì cả. Tai nạn ập đến bất ngờ khiến Lâm Nhất không có thời gian cân nhắc, chỉ có hai lựa chọn. Một là lựa chọn bị rắn ăn tươi, mạo hiểm chiếm lấy linh nhũ tiên thiên. Hai là chấp nhận từ bỏ, phi thân né tránh. Tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Thạch nhũ dài mấy chục thước toàn là linh nhũ tiên thiên hóa thạch không đấy. Linh nhũ dạng lỏng đã vô cùng chân quý. Mức độ quý giá của linh nhũ hóa thạch lại càng không cần phải bàn cãi. Càng gần thạch bích, thạch nhũ càng dày nặng, khó có thể đánh gãy được. Lâm Nhất vốn dự định chặt đứt một mét trước rồi tính tiếp. Nhưng nào ngờ lại có một con rắn khổng lồ đột ngột nhảy ra như vậy.
Nhất thời, hắn khó có thể từ bỏ sự hấp dẫn đang bày ra trước mắt. Lui hay không lui? Chỉ trong 2-3 nhịp thở, hắn phải đưa ra lựa chọn. Lui. Lâm Nhất không suy nghĩ nhiều, cơ thể hắn hạ xuống, từ bỏ thạch nhũ trong lòng bàn tay, vọt lên trước né tránh. Hồng hộc. Đại xà vảy đen cắn một phát vào không khí, thân rắn uốn éo, hệt như tia chớp tiếp tục lao về phía trước. Phút chốc, Lâm Nhất nắm lấy phần chóp dài của thạch nhũ, vặn mạnh một cái trong khi đang hạ người xuống né tránh. Răng rắc. Phần mũi nhọn phía dưới cùng của thạch nhũ bị hắn thẳng tay vặn gãy. Bịch, Lâm Nhất rơi xuống một chỗ cạn của con sông ngầm khiến bọt nước văng lên tung tóe. Không kịp xem xét thạch nhũ trong tay, Lâm Nhất đã lăn một vòng, vừa quay đầu nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Đại xà vảy đen dài gần 100 mét. Vảy của nó sáng bóng hệt như kim loại, khí tức lưu động trên người tương đương với vạn thu giá. Đây là một con yêu thú đã đạt đến cảnh giới tiên thiên lục khiếu. Lâm Nhất hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi nếu hắn thật sự bất chấp đi đoạt thạch nhũ thì e rằng đã chết đến mức không còn căn rồi. Vèo. Không đợi hắn kịp thở ra, yêu xà đã há to cái miệng, một luồng độc viêm màu xanh lục tanh tưởi hệt như tia lửa bắn ra. Lâm Nhất lắc người né tránh. Cơ thể hắn vừa nhoáng lên một cái, nước sông dưới chân đã bị độc viêm xâm nhập, chất lỏng có tính ăn mòn nhanh chóng lan ra. Lâm Nhất bị dọa tái mặt, vội xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. Yêu xà uốn éo cơ thể, đuổi theo không bỏ. Nó di chuyển trong động đá vôi vô cùng linh hoạt và nhanh nhạy, từng sợi độc viêm liên tục bắn ra. Tim Lâm Nhất vọt lên đến cổ họng, một khắc cũng không dám thả lỏng. Hắn bất chấp thạch nhũ bén nhọn phía trên đầu, sau nhiều lần tránh né, cơ thể hắn đã bị cọ sát tạo thành vô số vết thương, trông vô cùng thê thảm. Chương 261, Vạn Phi Diệp đột phá. Đến rồi. Đột nhiên hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, ao nước sâu mà lúc trước hắn ngoi đầu lên xuất hiện trong tầm mắt, hắn không chút do dự nhảy vọt lên không. Bịch. Ngay khi Lâm Nhất sắp rơi xuống, một cái đuôi rắn đột ngột quét ngang qua. Phốc phốc. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, vừa ngã xuống đất, cả người hắn cảm thấy đau nhức, suýt nữa xương cốt đã bị quật nát. Đáng chết. Lâm Nhất thử cử động thì phát hiện mình bị thương không nhẹ, khó mà đứng dậy được. Xương sườn bị gãy mấy cây, đan lại với nhau, chỉ cần động đậy một chút sẽ đau đớn khó tả, hô hấp cũng không thông thuận. Yêu thú tiên thiên lục khiếu quả thật không phải đối thủ mà hắn có thể chống lại. Nếu không tu luyện viêm ma chi khu, e là một cú quét ngang đó đã tiến hắn đi Tây Thiên. Ngẩng đầu nhìn lại, đôi con ngươi đỏ như máu của yêu xà đang nhìn chòng chọc vào hắn, lạnh như băng. Nó dựng đứng hơn nửa thân thể, từ trên cao nhìn xuống, cái đầu đong đưa. Lưỡi phun ra thụt vào, phát ra âm thanh khè khè. Tim Lâm Nhất thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên, đây chính là hành động chuẩn bị cho cú knock out của yêu xà. Vèo. Không cho hắn có thời gian suy nghĩ, yêu xà cực lớn đã lao đến như tia chớp. Tử băng thánh hỏa. Lâm Nhất cắn răng gầm lên một tiếng, tử băng thánh hỏa ẩn chứa trong hộp đựng kiếm diễn hóa thành tử băng diên tước tại lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng lao ra. Ầm, cơ thể yêu xà bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay lập tức, nó đã lộn người vọt trở lại. Lâm Nhất đang ở trong tình trạng vô cùng suy yếu, tay phải vỗ mạnh một cái lên mặt đất, chịu đựng đau đớn nhảy vào ao nước. Tóm! Một kích thất bại, yêu xà liền nhảy xuống nước theo Lâm Nhất, cắn chặt không buông. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Lâm Nhất lòng như lửa đốt, điên cuồng lẩn trốn, chẳng mấy chốc, nhiệt độ xung quanh ngày càng lên cao khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Đã thấy được khe nứt. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy có vô số bong bóng đang không ngừng trào lên. Lâm Nhất đong đưa hai chân, nương theo đám bong bóng kia, mượn dòng nước chảy xiết vọt ra ngoài. An toàn. Khi địa hỏa lất phất xuất hiện trong tầm mắt, tim hắn rốt cuộc cũng thả lỏng, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Răng rắc. Lâm Nhất cố chịu đau để nắn xương về lại vị trí cũ, tiên thiên thuần dương công bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Tu luyện viêm ma chi khu ngoại trừ gia tăng khí lực cùng lực phòng ngự thì tốc độ hồi phục thân thể cũng nhanh đến kinh người. Cùng lắm chỉ mất khoảng nửa canh giờ, cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần, thương thế còn lại không có gì đáng ngại. Ồ! Ngay khi Lâm Nhất chuẩn bị thu công thì đột nhiên hắn phát hiện linh nguyên màu vàng dường như đã tăng trưởng không ít. Ngẫm nghĩ về hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng, Lâm Nhất cũng hiểu ra. Tu luyện trên viêm mạch khiến tốc độ cô đọng của tiên thiên thuần dương công tăng vọt. Nhẩm tính thời gian,
Có lẽ mấy người Vạn Phong vẫn còn đang luyện hóa linh nhũ tiên thiên, hay là ta cứ tu luyện ở đây một lúc. Tuy không thể tăng tu vi nhưng có thể nhân cơ hội giúp tiên thiên thuần dương công đột phá đến tứ trọng. 10 năm mới có một lần cơ hội, thế nên đám người Vạn Phong chắc chắn sẽ luyện hóa không chừa một giọt linh nhũ tiên thiên đã pha loãng trong hồ nước. Linh nhũ tiên thiên trong linh hồ bát phẩm đã bị luyện hóa gần như hết sạch, chỉ còn lại một chút cặn, mặt hồ đã trở nên trong suốt, sáng bừng lên. Trong 9 người, đột nhiên Phong Vô Hằng bộc phát một luồng khí thế mạnh mẽ. Vạn Thu Giá đứng trên bờ khẽ nhíu mày, cười nói, Vô Hằng đã đạt đến tiên thiên. Vèo. Một thanh trường kiếm sắc bén lóe sáng chậm rãi duỗi ra từ trong hồ, sau đó lẳng lặng bay đến trước mặt Phong Vô Hằng. Không tệ, bất kể là phẩm chất hay mức độ sắc bén thì thanh trường kiếm này cũng được xem là thứ tốt, đẳng cấp võ hồn ít nhất là hoàng cấp lục phẩm. Nghe được lời của Vạn Thu Giá, Phong Vô Hằng mừng rỡ nói, cứu cứu, thật sự là hoàng cấp lục phẩm. Mặc dù chưa được kiểm chứng nhưng chỉ cao hơn chứ không thấp, ta vẫn có chút mắt nhìn đấy. Đa tạ cứu cứu. Phong Vô Hằng lập tức hiển lộ khí phách tao nhã, võ hồn phân làm 4 cấp thiên, địa, huyền, hoàng, mỗi cấp bậc lại được phân chia từ thấp đến cao, từ nhất phẩm đến bát phẩm. Võ hồn mới sinh ra đời có thể đạt đến hoàng cấp lục phẩm đã được xem là hiếm có ở quận Thanh Dương. Rầm rầm rầm. Lại có thêm mấy luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ trên người đệ tử Vạn gia, là một số đệ tử tiên thiên thành công mở ra thêm một khiếu. Sau khi mở mắt ra, ánh mắt bọn họ khó có thể che giấu được hưng phấn. Nếu không có linh hồ bát phẩm này, bọn họ muốn mở ra khiếu thứ hai ít nhất cần 1 năm. Hiện tại bọn họ chỉ mới 16, 17 tuổi đã có thể mở được 2 khiếu, ngày sau nhất định có tương lai sáng lạn. Ngay sau đó, những võ giả luyện hóa linh nhũ tiên thiên trong hồ cũng lần lượt mở mắt ra. Phàm là tiên thiên nhất khiếu gần như đều mở thêm 1 khiếu, tiếng chúc mừng lẫn nhau vang lên khắp nơi. Phong Nhi, con cảm thấy thế nào? Vạn Thu Giá nhìn về phía Vạn Phong, khẽ cười nói. Bình chướng của con đã được nới lỏng, không đến 1 tháng nữa, con chắc chắn có thể tiến vào tiên thiên tam khiếu. Ánh mắt Vạn Phong tràn ngập tự tin. Tốt, tốt, tốt. Vạn Thu Giá liên tục nói 3 chữ tốt, hiển nhiên, thấy được con trai có tiền đồ, ông ta cũng vui mừng không thôi. Ầm ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, mặt hồ vốn tĩnh lặng đột nhiên có 9 cột nước phun thẳng lên trời. Đứng giữa những con sóng dập dềnh, Vạn Phi Diệp mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Tiên thiên tam khiếu. Đệ tử Vạn gia lộ vẻ kinh hãi, linh nhũ của Vạn Phi Diệp bị Lâm Nhất cướp đoạt không ít, vậy mà vẫn có thể đột phá. Thiên phú bực này quả thật đáng kinh ngạc. Cùng đem ra so sánh, sắc mặt Vạn Phong thoáng chốc trở nên khó coi, tu vi cả hai tương đương nhau, đối phương đột phá còn hắn ta thì không, rõ ràng cho thấy tư chất có sự chênh lệch. Chương 262, một chiêu đánh bại Vạn Phi Diệp. Không có so sánh sẽ không có tổn thương, nét cười trên mặt hắn ta lập tức biến mất. Biểu ca chớ nóng vội, huynh tích lũy lâu như vậy, một khi bộc phát chưa hẳn không vượt qua hắn, Phong Vô Hằng bước đến, lên tiếng an ủi. Vạn Phong miễn cưỡng nở nụ cười và nói, yên tâm đi, ta hiểu mà. Tên phế vật Lâm Nhất kia đâu rồi? Sau khi đột phá tiên thiên tam khiếu, khí thế trên người Vạn Phi Diệp như mặt trời ban trưa, khó ai bì nổi. Ánh mắt sắc bén quét khắp 4 phương 8 hướng, vẻ mặt âm u, hắn ta đang tìm kiếm bóng dáng Lâm Nhất. Đúng vậy, Lâm Nhất đâu rồi? Vạn Phong và Phong Vô Hằng cũng lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã sớm rời đi? Như vậy cũng tốt, có thể thấy Vạn Phi Diệp có ý định nhân dịp mở thêm 1 khiếu, thực lực tăng mạnh để gây rắc rối cho Lâm Nhất. Hắn đã sớm luyện hóa xong, đang tìm kiếm dưới hồ. Hẳn cũng sắp lên rồi. Vạn Thu Giá hướng mắt về phía giữa hồ, khẽ nói, ánh mắt ông ta vô cùng bình tĩnh. Đáy linh hồ bát phẩm đã sớm bị ông ta và một vài trưởng bối thăm dò nhiều lần, tất cả những kỳ hoa dị thảo đều đã bị bọn họ vơ vét sạch. Ông ta cũng không tin Lâm Nhất sẽ tìm được thứ gì ở đáy hồ. Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên trong hồ sôi trào bọt nước, sau đó Lâm Nhất vác theo hộp đựng kiếm ngoi lên. Nội tức thật mạnh, đây là... Vạn Thu Giá vừa nhìn thấy Lâm Nhất thì vô cùng kinh ngạc, ông ta có cảm giác linh nguyên tiên thiên trong cơ thể Lâm Nhất giống như thần trung cổ mộ, nổ vang tựa sấm rền. Vèo. Lâm Nhất nhảy lên bờ, còn chưa kịp bước đi đã nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên sau lưng. Đồ phế vật, luyện hóa hết 1 nửa linh nhũ tiên thiên mà vẫn không đột phá được. Cha ta nói không sai, đáng lẽ không nên cho ngươi tham gia.
Lâm Nhất quay đầu nhìn lại, hóa ra là Vạn Phi Diệp đang nói. Thấy Lâm Nhất nhìn mình, Vạn Phi Diệp lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bộc phát khí tức trên người ra ngoài. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, cứ nói sao tên tiểu tử này lúc trước bị đánh lăn lộn trên sàn vậy mà giờ lại dám lớn tiếng như vậy. Hóa ra hắn ta đã đột phá, nhìn kỹ lại, Vạn Phong vẫn còn thiếu chút nữa mới đột phá. Chúc mừng, ngươi mở thêm một khiếu. Lâm Nhất không mặn không nhạt đáp lại một câu, rồi đi về phía Vạn Thu Giá. Ngươi! Vạn Phi Diệp tức không thể tả, tên Lâm Nhất này vậy mà lại chẳng chút phản ứng, chẳng khác nào đang miệt thị hắn ta. Lâm Nhất, ngươi có dám đánh với ta một trận không, vẫn quy tắc cũ, chỉ một chiêu, ai lui kẻ đó thua. Thịch thịch thịch! Vạn Phi Diệp bước nhanh về phía Lâm Nhất, khí thế tiên thiên tam khiếu trên người hắn ta bộc phát đến cực điểm, dường như không đánh quyết không bỏ qua. Vạn Thu Giá liền nói, Phi Diệp, chớ hành động theo cảm tính. Lúc trước hắn cướp đoạt linh ngũ tiên thiên của ta thì sao? Cứ vậy bỏ qua à? Ta không nuốt nổi cơn tức này, Vạn Phi Diệp lạnh lùng từ chối. Vạn Thu Giá thầm thở dài, đứa nhỏ ngốc, ta đang giúp ngươi đấy. Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, được. Vèo. Vừa dứt lời, khóe miệng Vạn Phi Diệp nhếch lên, hắn ta nở một nụ cười lạnh, lập tức ra tay. Linh nguyên tiên thiên tích tụ trong cơ thể đều hội tụ vào một trường này. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Vạn Phi Diệp quyết định ra tay trước, không chút lưu tình. Lâm Nhất không hề hoang mang, linh nguyên tiên thiên trong cơ thể hắn đã đột phá đến tứ trọng, hệt như một ngọn lửa hừng hực cháy, vô cùng hung mãnh. Ngay khi một trường của đối phương đánh tới, năm ngón tay hắn nắm chặt, đánh ra một quyền. Ầm. Không có gì bất ngờ. Vạn Phi Diệp phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ta phát hiện linh nguyên tiên thiên của đối phương dễ dàng đánh nát trưởng của hắn ta, sau đó điên cuồng tràn vào cơ thể hắn ta, khuấy động lục phủ ngũ tạng, khiến chúng chịu chấn động mạnh. Người Vạn Phi Diệp hệt như đạn pháo bị bắn ngược ra sau, hoàn toàn không cách nào khống chế được, phút chốc đã rơi xuống bờ bên kia. Lâm Nhất Thu Quyền, lộ vẻ hài lòng, khẽ cười nói, quên nói với ngươi, ở đáy hồ ta cũng có chút tiến bộ. Khóe miệng Vạn Thu Giá co giật vài cái, thế này là có chút tiến bộ à. Một quyền này nhìn thì có vẻ rất nhẹ, nhưng trên thực tế đã dùng toàn lực, không hề có một chút lưu tình. Ít nhất Vạn Phi Diệp phải nằm trên giường nửa tháng, tên nhóc này vẫn là một kẻ thù dai. Bên hồ, những đệ tử Vạn gia đã lên bờ đều đứng ngây ra như phỗng. Vạn Phi Diệp đã mở thêm một khiếu, rõ ràng là không ai bì nổi, vậy mà lại thua bởi một chiêu của Lâm Nhất. Lại còn thua một cách thảm hại như vậy, tương phản to lớn quả thật khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi. Tiểu tử, có phải ngươi ra tay hơi nặng rồi không? Vạn Thu Giá mỉm cười nhìn Lâm Nhất, giọng điệu không hề có ý trách móc. Có sao, ngại quá, vừa mới đột phá xong nên chưa khống chế được. Trên gương mặt điển trai của Lâm Nhất nở một nụ cười sán lạn, tương tự, hắn cũng không hề có một chút ngượng ngùng nào. Vạn Thu Giá nghiêm mặt nói, ta cảm thấy rất kinh ngạc. Rốt cuộc ngươi đã tìm thấy gì ở đáy hồ? Ta cùng các vị trưởng bối của Vạn gia đã giả soát cái hồ này rất nhiều lần, theo lý mà nói, ngay cả lông cũng không còn một cọng nữa đấy. Viêm mạch, công pháp của ta thích hợp tu luyện ở nơi có thuộc tính hỏa mạnh, còn những nơi có địa hỏa thiêu đốt thì lại không quá thích hợp. Lâm Nhất cũng không giấu giếm, thuận miệng giải thích. Khó trách. Ánh mắt Vạn Thu Giá lóe lên tia kinh ngạc, tên nhóc này lại dám tu luyện ở khu vực gần viêm mạch. Đây chính là hành động mạo hiểm mà ngay cả ông ta cũng không dám thử. Nhưng ngẫm lại, Lâm Nhất có thể luyện thành viêm ma chi khu thì hẳn đã sớm trải qua sự tôi luyện của liệt diễm phần thiên rồi, dẫn lửa của thiên địa rèn luyện xương cốt. Người thường cảm thấy không được, nhưng với hắn mà nói thì dễ như trở bàn tay. Công pháp của ngươi đã đột phá đến tầng thứ mấy rồi? Tứ trọng rồi, Lâm Nhất nói rõ. Chương 263, thử thăm dò lòng người. Vạn Thu Giá cười khổ một tiếng rồi nói, công pháp tiên thiên tầng thứ 4, công pháp tiên thiên của Vạn Phi Diệp mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 2, chẳng trách nó lại bại thảm như vậy. Nhìn sâu vào Lâm Nhất vài cái, ông ta thở dài nói, đáng tiếc. Nếu như căn cốt của ngươi tốt hơn một chút thì tứ tông tứ tộc đều sẽ tranh giành thu nhận ngươi đó. Mọi chuyện là do con người tạo nên. Lâm Nhất cười ảm đạm, lơ đễnh nói, Vạn tiền bối, ta định từ biệt, không cùng đường với mọi người nữa. Vạn Thu Giá gật đầu nói, ngươi làm vậy là đúng đắn, dưới chân núi chắc chắn sẽ có đám do thám của Khổng gia, ngươi đi cùng chúng ta ắt hẳn sẽ bị bại lộ hành tung. Trước khi đi, ta muốn nhờ tiền bối một chuyện. Vạn Thu Giá cười nói, ta biết ngươi định nói gì,
cầm lấy cái này đi. Lâm Nhất tò mò nhìn đối phương, nhận lấy tấm bản đồ cổ đối phương đưa tới, lập tức mắt sáng lên. Bên trên có ký hiệu tất cả những nơi sản sinh ra trung tâm dung nham ở trong quận Thanh Dương. Hơn nữa còn đánh dấu phẩm cấp của từng trung tâm dung nham, cực kỳ chi tiết tường tận. Vạn tiền bối đúng là hiểu ta thật. Lâm Nhất nhận lấy cổ đồ, chắp tay cảm tạ. Viêm ma chi khu của ngươi đã đạt đến tầng thứ hai, chắc chắn phải nghĩ cách ngưng tụ ra viêm ma chiến thể. Thực không giấu giếm, công pháp này phụ thân ta cũng có tu luyện, đây là những tư liệu về các điểm tập kết dung nham thời còn trẻ ông ấy cho người đi thu thập lại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không dùng đến. Tại sao? Vạn Thu Giã nhìn Lâm Nhất, giọng nói có chút bất đắc dĩ, tiểu hữu, ngươi nghĩ thiên hạ đều giống như ngươi sao? Có bao nhiêu người có thể cố gắng chịu được sự đau đớn do liệt hỏa đốt thân? Ông cụ miễn cưỡng đạt được yêu cầu của tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai thì không chịu được nữa nên lựa chọn từ bỏ. Lâm Nhất nghĩ ngợi, cũng phải. Nếu không phải hắn đã luyện hóa hết 11 cánh hoa hán kim liên thì e là cũng không đạt được yêu cầu của lôi viêm chiến thể tầng thứ hai. Về phần mức độ đau đớn đó thì bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy run người. Nghĩ đến lão tổ Vạn gia đang bế quan để tiến vào cảnh giới huyền võ. Lâm Nhất thuận miệng hỏi, không biết ông cụ sau khi đột phá được huyền quan thì thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Rất mạnh, phất tay cũng có thể san bằng tam đại gia tộc ở Tử Viêm Thành. Phất tay sao? Trong lòng Lâm Nhất nảy sinh một tia hy vọng, ngẩng đầu nói, vậy chúc ông cụ đột phá thành công, trước khi đi ta cũng có vật này muốn tặng cho lệnh công tử. Ồ! Vạn Thu Giã nhận lấy một chiếc bình ngọc, có chút tò mò, giơ tay lên định mở ra. Lâm Nhất cười nói, đợi sau khi ta đi hãy mở. Ha ha ha, được, ngươi nói vậy làm ta có chút mong đợi đó. Cáo từ. Lâm Nhất huýt sáo một tiếng, huyết long mã lập tức xuất hiện trong tầm mắt, hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa. Trong tầm nhìn của Vạn Thu Giã, Lâm Nhất lưng đeo hộp kiếm, một người một ngựa nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Tuấn mã nhanh thật. Trong lòng cảm thán một hồi, Vạn Thu Giã tò mò mở chiếc bình ngọc ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất rời đi, một tia sát khí nhanh chóng hiện lên trong mắt ông ta. Tiên thiên linh nhũ. Vậy mà lại là dịch thể linh nhũ tiên thiên, Vạn Thu Giã thế nào cũng không ngờ được, thứ mà Lâm Nhất tặng cho Vạn Phong lại là vật này. Hắn đúng thật đã tìm thấy được bảo bối trong linh hồ, trên người nhất định vẫn còn nhiều hơn. Một lúc lâu sau, Vạn Thu Giã thở dài một hơi rồi lắc đầu, cuối cùng cũng từ bỏ ý định truy sát. Ánh mắt lộ ra vẻ mất mát sâu đậm, ta vậy mà lại không bằng một thiếu niên. Chẳng trách bao nhiêu năm qua ta cũng chỉ có thể độc bá ở Tử Viêm Thành này. Một mặt mất mát đó là sự bất đắc dĩ của anh hùng nhụt chí, cũng là sự tưởng nhớ lại thời niên thiếu hăng hái. Phong Nhi, con tới đây. Vạn Thu Giã gọi đối phương tới, trầm giọng nói, Lâm Nhất trước khi đi đã tặng cho con món đồ chơi nhỏ này. Ha ha, cái tên này kể ra cũng có chút lương tâm. Trời ơi, đây là, biểu cảm cười tô toét nhưng sau khi mở nắp bình ra thì Vạn Phong lập tức kinh ngạc đến mức bụng miệng lại, bởi vì cha hắn ta đã ra dấu im lặng không được lên tiếng. Vạn Thu Giã từng từ từng chữ một nói, có bình linh nhũ này, không ai có thể lay động được vị trí thiếu chủ của con. Tàn nguyệt cô huyền, tinh quang ảm đảm. Trong núi rừng hoang vắng, một mảnh tối đen. Lười biếng tựa lưng trên một thân cây cổ thụ, Lâm Nhất tỉ mỉ xem lại cuộn tranh giữa đêm tối này. Hắn đã mở ra nhãn khiếu nên màn đêm không thể ngăn cản tầm nhìn của hắn. Mãnh hổ trong lòng khẽ người tường vi, hoa mọc từ chỗ nào? Ta cũng muốn biết, hoa này từ đâu sinh ra? Lâm Nhất thu lại cuộn tranh, khẽ lắc đầu. Hắn vẫn luôn mang cuộn tranh hoa tường vi bên người, khi nào rảnh rỗi lại bỏ ra ngắm nhìn. Nhưng thứ mà Lâm Nhất nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là người áo lam tay trái cầm kiếm, lòng bàn tay phải có một đóa hoa tường vi nở rộ, mãnh hổ đang khẽ ngửi. Hình ảnh đáng sợ ác quỷ đầy trời, oan hồn từ địa ngục vô tận mà Hồng Lão đã nhắc đến hắn lại chưa từng chú ý được. Về phần một mặt kiếm quang, chém hết muôn vàn ác quỷ thì lại càng không cần nhắc đến. Đứng lên, quét mắt tuần tra tứ phía một lượt, Lâm Nhất khẽ nói, xem ra đúng là không đuổi theo. Tặng chiếc bình ngọc đó là một việc làm khá mạo hiểm, hắn vốn không muốn thăm dò lòng người. Nhưng Vạn gia đối xử với hắn không tệ, hắn nhờ Vạn Thu Giã mà đã kiếm được lợi ích không thể đong đếm được. Có ơn báo ơn, có oán báo oán. Cho dù mạo hiểm một lần thử lòng người cũng không thể làm trái với nguyên tắc hành xử của bản thân. Cũng may, cuối cùng vẫn không nhìn lầm con người Vạn Thu Giã này. Cứ ở lại khu núi hoang này mở khiếu thứ hai đã,
vài ngày sau hãy vào thành để xử lý một phần tiên thiên linh dịch. Trong lòng Lâm Nhất tính toán, Tử Viêm Thành cũng coi như là một tòa thành lớn, tiên thiên linh dịch chắc sẽ đổi được một bộ kiếm pháp tốt. Chương 264, gặp lại đồng hổ. Mãnh hổ quyền ít nhất còn có bất diệt kim cương ấn gia trì, lưu phong kiếm pháp thì lại hoàn toàn không được hỗ trợ. Lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình, linh ngũ tiên thiên lưu động tản phát ra mùi thơm dịu cực kỳ thuần túy. So với linh ngũ tiên thiên hòa loãng trong hồ nước thì mạnh hơn hàng trăm lần. Thậm chí căn bản còn không giống như cùng một loại linh vật. Bản thân tu vi của Lâm Nhất đã đạt đến bình cảnh tiên thiên nhất khiếu, có linh ngũ tiên thiên này chỉ cần tốn chút thời gian là có thể đột phá nước chảy thành sông rồi. Mây cuốn mây trôi, mặt trời mọc rồi lại lặn. Sau 7 ngày, Lâm Nhất cải trang ăn mặc một lượt, đầu đội nón, khoác áo choàng vào thành lần nữa. Cảm nhận sự phồn hoa của Tử Viêm Thành, bước đi chậm rãi, tâm trạng Lâm Nhất rất tốt. Hắn đã thành công tấn thăng lên tiên thiên nhị khiếu, kế ngay sau nhãn khiếu hắn lựa chọn mở ra nhĩ khiếu. Hiện tại trong vòng 5 mét, tiếng gió thổi ngọn cỏ lay động, các loại tiếng động hắn đều có thể lập tức nghe thấy rất rõ. Hôm đó khi Diêm Thiên Thụy dùng tai nghe gió, phán đoán ra phương hướng xuất thương của Vạn Phong, đối với hắn mà nói lúc này chỉ là việc còn con. Chỉ là có chút cảm khái, tiên thiên thất khiếu, mỗi khi mở ra một khiếu thì lại cách người phàm xa hơn một bậc. Đến khi mở ra khẩu khiếu, trong lúc hít thở cũng có thể dùng không khí làm thức ăn, chỉ e không thể tiếp tục thưởng thức những khổ não của người phàm nữa. Vạn Bảo Các. Lâm Nhất đang đi dạo trong thành, bước chân chợt dừng lại. Trong Tử Viêm Thành mà cũng có Vạn Bảo Các. Nhớ tới vài trải nghiệm tại Vạn Bảo Các ở nước Thiên Thủy trước đây, sắc mặt Lâm Nhất lộ vẻ do dự, khẽ cắn môi nhưng vẫn đi vào trong. Vạn Bảo Các trong Tử Viêm Thành so với chi nhánh ở Bạch Thủy Thành thì xa hoa rộng lớn hơn rất nhiều. Tất cả những bảo vật được bày bán la liệt đủ loại muôn màu, khiến người xem hoa cả mắt. Chỉ mỗi tầng một thôi đã có hàng trăm võ giả đang xem hàng rồi. Lâm Nhất vào sâu hơn, mặc dù ăn mặc quái gở nhưng không hề chói mắt chút nào. Vị công tử này có phải họ Lâm tên Nhất? Đang đi loanh quanh thì một thằng nhóc sai vặt của Vạn Bảo Các ngoan ngoãn cười híp mắt lại hỏi. Trong lòng Lâm Nhất thấy kỳ quái, nhưng vẫn cười nói, là ta. Thằng nhóc chạy vặt lập tức mắt sáng ngời, khom lưng nói, Lâm công tử, mong công tử nể mặt, ông chủ của chúng tôi tìm người ạ. Ta không quen ông chủ của các ngươi. Không sao, ông chủ của chúng tôi quen người là đủ. Bị thằng nhóc gần như quấn lấy, kéo đến tầng trên cùng của Vạn Bảo Các Tử Viêm Thành, khoảnh khắc Lâm Nhất mở cửa ra thì hơi sững lại. Nhìn thấy một người không ngờ được đến, chính là ông chủ đồng hổ của Vạn Bảo Các Thành Bạch Thủy, đối phương cười tô tuét nói, Lâm huynh đệ, đúng là ngươi thật, ha ha ha, quá trùng hợp rồi. Nhưng ai biết được Lâm Nhất lại chẳng vui mừng chút nào khi gặp lại người bạn cũ này, bèn quay người bỏ đi. Ai ô, chạy cái gì chứ? Đồng hồ thấy vậy vội vàng bước nhanh vài bước, ngăn Lâm Nhất lại, cười hi hi nói, Lâm huynh đệ, tại sao vừa gặp lại ông chủ đồng ta đây lại quay người bỏ đi, cũng phải hơn nửa năm ta không gặp ngươi rồi. Không đợi cho đối phương nói xong, sắc mặt Lâm Nhất trầm xuống, liếc nhìn một cái rồi buông ra hai chữ, gian thương. Nụ cười trên mặt đồng hồ lập tức trở nên xấu hổ, cười ngượng ngùng nói, lần này không gian dối nữa, lần này đảm bảo không gian trá. Mặc dù nói phi thương bất phú, nhưng tiếc rằng Lâm Nhất lại bị thiệt quá nhiều trong tay đối phương. Đồ nhận lại qua tay đã bị bán ra với giá gấp đôi. Nhìn thấy ba chữ Vạn Bảo Các là Lâm Nhất lại nhớ ngay đến việc đã trải qua ở nước Thiên Thủy, do dự hồi lâu mới bước vào cũng là vì vậy. Có điều Vạn Bảo Các chung quy lại vẫn khá hấp dẫn, đồ tốt quả thực không ít. Cho nên Lâm Nhất mới quyết định vào trong xem một lượt. Không ngờ, lại vừa khéo gặp đúng trưởng quản đồng hồ trong Vạn Bảo Các này. Ha ha, Lâm huynh đệ chớ tức giận, đến đây ngồi đây đi, ta rót trà mời ngươi. Đồng hồ vừa nói vừa cười, kéo Lâm Nhất tới ngồi, chủ động pha trà rót nước cho hắn. Lần này Lâm huynh đệ tới quận Thanh Dương có lẽ là vì những di tích cổ xưa của Thanh Dương giới đúng không, đồng hồ mang trà tới, cười nói dò hỏi. Nhấp miệng một ngụm, Lâm Nhất đặt tách trà xuống, nhướng mày hỏi, lẽ nào ông cũng vậy à? Có thể nói như vậy, Thanh Dương giới 10 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần phong ấn mở ra đều sẽ có vô số võ giả tiên thiên tới nghe ngóng rồi hành động. Người đông thì việc buôn bán đương nhiên cũng tới, vậy Lâm huynh đệ muốn mua gì không? Đồng hồ nói được ba câu lại quay đến đúng nghề chính, cười híp mắt lại nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất không vội vã, lấy ra Hàn Vân Thương. Trầm ngâm nói, ông xem thanh thương này trước đã. Thương tốt,
Huyền khí thuộc tính hàn băng, cực kỳ hiếm thấy. Huyền khí hàn băng đỉnh cấp lại càng là vật hiếm có, chỉ cần tìm đúng người cần mua thì có thể bán được bộn tiền. Tiện tay xem qua một lượt, đồng hồ liền đưa ra đánh giá, nhìn về phía Lâm Nhất hỏi, ngươi muốn bán hay là muốn lấy vật đổi vật? Ông ta có thể cảm nhận được Lâm Nhất đến vạn bảo các không đơn giản chỉ để mua bán. Lâm Nhất cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng, chỗ ông có kiếm pháp tiên thiên, hoặc tốt nhất là kiếm pháp tiên thiên thượng phẩm không? Kiếm pháp tiên thiên thượng phẩm. Đồng hồ như mày, quan sát một lượt Lâm Nhất, với tu vi này của ngươi thì vẫn chưa tới bước tu luyện võ kỹ tiên thiên thượng phẩm nhỉ. Võ kỹ tiên thiên thượng phẩm ít nhất phải mở được tứ khiếu mới có tư cách tu luyện, bằng không cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Vậy sao? Dứt lời, chỉ thấy hai tay Lâm Nhất đột nhiên ngưng kết thành một ấn kết kỳ quái, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ầm ầm ầm. Đồ vật trang trí trên đỉnh lầu, những bình sứ thanh hoa trên giá dưới uy áp của bất diệt kim cương ấn chợt kịch liệt run lên. Tâm niệm khẽ động, hai tay Lâm Nhất mở ra, kim cương ấn vừa nãy vẫn còn uy mãnh vô cùng nháy mắt đã tan biến như vô hình. Thể hiện được mức độ thuần thục cực cao của hắn, bất diệt kim cương ấn chỉ còn cách đại thành một sợi dây mỏng nữa thôi. Thần sắc đồng hồ dao động thất thường, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, bất diệt kim cương ấn trong tay Lâm Nhất thật sự đã khiến ông ta thất kinh. Lâm Nhất cười như không cười, nhìn về phía đối phương nói, ông chủ đồng còn thấy ta không thể tu luyện võ kỹ tiên thiên thượng phẩm nữa không? Không dám, không dám. Đồng hồ bừng tỉnh lại, cười ngại ngùng nói, Lâm huynh đệ không hổ là người ngay đến bạch thành chủ cũng phải nhìn bằng con mắt khác, nửa năm không gặp mà phong thái lại càng thâm sâu hơn rồi. Đang nói lại dừng lại một chút, vẻ mặt đồng hồ tỏ ra khó xử, thở dài, nhưng người huynh đệ à, nếu như ngươi muốn kiếm pháp tiên thiên trung phẩm ta còn có thể nói, để ngươi tùy ý lựa chọn. Nhưng kiếm pháp tiên thiên thượng phẩm thì không dễ rồi. Chương 265, Lôi âm kiếm pháp. Lâm Nhất trầm ngâm không lên tiếng, biết lời đối phương nói có lẽ không giả. Vạn gia độc bá một phương cũng mới có hai bộ võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, một bộ lôi viêm chiến thể còn là bản tàn quyển, khó mà tu luyện. Có thể thấy, võ kỹ tiên thiên thượng phẩm quả thực hiếm có. Một khi có được thì sẽ có cơ hội phát triển thành cường giả một phương giống như độc bá Tử Viêm Thành này vậy. Ngươi nghĩ mà xem, ai lại rảnh rỗi mang võ kỹ tiên thiên thượng phẩm đi bán cho vạn bảo các ta chứ? Chỉ cần là người hơi thông minh một chút chắc chắc sẽ biết phải đem đến buổi đấu giá, đợi các nơi cạnh tranh giá cả, đạt được lợi nhuận cao nhất chứ. Đồng hồ nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng nói, hơn nữa. Mắt nhìn của Lâm huynh đệ chắc chắn rất kén chọn, kiếm pháp tiên thiên thượng phẩm bình thường e là cũng không lọt được vào mắt của ngươi. Lâm Nhất nghe đối phương nói vậy cũng dần dần thầm được ý tứ, nếu như không có thì đối phương cứ trực tiếp nói thẳng không có là được, căn bản không cần phải phí lời với hắn nhiều như vậy làm gì. Chợt bừng tỉnh lại, Lâm Nhất rút ra một bình ngọc đẩy về phía đối phương, trầm ngâm nói, không biết vật này có thể khiến vạn bảo các phá lệ không? Linh nhũ tiên thiên. Đồng hồ chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhận ra ngay, sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên. Hồi lâu sau mới cười nói, Lâm huynh đệ, xem ra thật sự có chuẩn bị mới đến, có điều mặc dù vật này quý giá nhưng vẫn chưa đủ để ta phá lệ, ít nhất phải đưa ra con số này chứ. Nói rồi ông ta giơ lên bốn ngón tay, vẻ mặt lộ ra nụ cười thương hiệu. Thành giao! Thành giao! Nụ cười trên gương mặt đồng hồ đông cứng lại, nghĩ không biết bản thân có phải đã nghe nhầm rồi không? Ông ta báo giá bốn bình linh nhũ tiên thiên đó, có thể nói đã rất bắt nạt Lâm Nhất rồi. Dịch thể linh nhũ tiên thiên cực kỳ quý hiếm, chỉ sản sinh ở những nơi thiên địa kỳ cảnh, môi trường ác liệt, nguy hiểm trùng trùng thôi chưa nói, điều phiền phức hơn là những thiên địa kỳ cảnh này rất khó tìm thấy. Nhưng không ngờ đối phương lại không chút do dự mà trực tiếp đồng ý. Chợt trong lòng ông ta thấy hơi hối hận, có phải đã ra giá thấp rồi không? Xem ra ông chủ đồng không muốn thực hiện cuộc mua bán này rồi, cáo từ. Thấy thần sắc đối phương dao động thất thường, Lâm Nhất cười khẩy trong lòng, chụp lấy bình ngọc rồi cáo lui. Đừng, Lâm huynh đệ, chớ tức giận, xem qua bộ kiếm pháp mà ta chuẩn bị cho ngươi rồi hãy đi cũng chưa muộn mà. Đồng hồ vội vàng tươi cười, lập tức kéo Lâm Nhất lại, cười khanh khách nói. Mặc dù võ kỹ tiên thiên hiếm có, nhưng trong quận Thanh Dương này, nơi các thế lực tranh đấu tàn khốc và đẫm máu, thỉnh thoảng lại có đại gia tộc bị diệt, võ kỹ tiên thiên thượng phẩm cũng sẽ được lưu truyền ra ngoài. Nhưng linh nhũ tiên thiên thì hoàn toàn là bảo vật muốn cũng không thể cầu. Cho dù là tứ tông tứ tộc hay là những thiên tài yêu nghiệt khác trong quận cũng đều rất cần đến vật này. Vụ buôn bán này chắc chắn sẽ kiếm được không ít,
Chờ một lát. Đồng hồ cười thần bí, rời đi chốc lát, lúc quay lại trong tay có cầm một chiếc hộp gấm. Lâm Nhất nhận lấy mở ra xem. Lôi âm kiếm pháp. Trên bìa quyển bí tịch có viết bốn chữ lớn thuần phát mạnh mẽ, nét chữ rồng bay phượng múa, loan câu như kiếm, lực đạo đầy đủ. Lâm Nhất vừa nhìn thấy bốn chữ này đã liền không rời mắt nổi. Đồng hồ đứng bên cạnh vuốt cằm, lộ ra thần sắc tính toán kỹ càng. Rốt cuộc đúng là vẫn còn trẻ, vừa nhìn thấy vật yêu thích liền không thể giữ được sự ổn định như lúc trước. Kiếm pháp lôi âm này chỉ có 5 thức, phân biệt là cuồng phong, lạc hoa, phi lôi, truy nguyệt và thần tiêu. Nghe thì đơn giản nhưng trên thực tế mỗi thức đều có hàng trăm loại biến hóa, không rõ hết được ý nghĩa, đừng nói đến tiểu thành, thức thứ nhất thôi cũng đã không thể luyện thành. Theo như ta biết thì nó có lẽ được coi là kiếm pháp tiên thiên siêu phẩm rồi, chỉ có điều quá khó có người luyện thành nên mới bị quy nạp là thượng phẩm. Đồng hồ đứng bên cạnh khẽ cười nói. Lâm Nhất tò mò hỏi, làm thế nào mà ông có được lôi âm kiếm pháp này? Đồng hồ bình tĩnh, khẽ nói, quận thanh dương cá lớn nuốt cá bé, hỗn loạn mà không có quy tắc, luôn có vài người sẽ bị bước đến con đường cùng. Vì để cầu có ngày trở lại, chuyện gì cũng đều có thể làm, huống chi chỉ là bán võ kỹ để lấy tiền bạc. Dù nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng Lâm Nhất lại hiểu được bối cảnh đằng sau cuốn lôi âm kiếm pháp này. Rất có khả năng là một đại gia tộc nào đó bị tiêu diệt, bao nhiêu mạng người, gió tanh mưa máu, chỉ e người ngoài khó mà hiểu được. Giống như nếu như vạn gia mà gặp nạn thì e rằng vạn thu giá trong lúc tuyệt cảnh cũng sẽ bán đi võ kỹ tiên thiên thượng phẩm truyền thừa trong gia tộc của ông ta. Sao hả, nếu như ngươi bằng lòng thì bộ lôi âm kiếm pháp này sẽ là của ngươi, hai mắt đồng hồ toát lên vẻ nhiệt tình, xoa tay cười híp mắt nhìn về phía Lâm Nhất. Thành giao. Bốn bình linh nhũ tiên thiên, cộng thêm một thanh hàn vân thương, Lâm Nhất đổi được bộ võ kỹ tiên thiên thượng phẩm này lôi âm kiếm pháp. Nhìn sắc mặt của đồng hồ, trong lòng Lâm Nhất biết cuộc mua bán này bản thân lại chịu thiệt không ít rồi. Có điều có thể đổi được lôi âm kiếm pháp cũng coi như đã toại nguyện. Lâm Nhất nhận lấy kiếm pháp, trầm ngâm nói, vạn bảo các này của ông còn có biệt viện không, cho ta tạm ở lại vài ngày. Đơn giản, ha ha, đừng nói là vài ngày, muốn ở bao lâu cũng được. Cùng lúc đó, tại Khổng Phủ Tử Viêm Thành, đại viện của Khổng gia. Khổng Nguyên đang lo lắng không yên, nhìn về phía Diêm Thiên Thụy đang ngồi ở vị trí chủ vị, thần sắc nhún nhường. Hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo và lệ khí ngày trước nữa. Dựa vào sự chiếu cố hết lòng của Khổng gia, thương thế của Diêm Thiên Thụy đã hoàn toàn hồi phục, chỉ có điều thần sắc thì vẫn âm lãnh đáng sợ. Mấy ngày rồi, đã có tin tức của Lâm Nhất chưa, Diêm Thiên Thụy đều nói, giọng nói âm trầm. Khổng Nguyên lo lắng đến mức trán toát đầy mồ hôi, có chút bất an đáp lời không. Tên tiểu tử này không cùng trở về với đám vạn gia, e là đã cao chạy xa bay rồi. Diêm Thiên Thụy hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Khổng Nguyên, nhất thời khiến đối phương không rét mà run. Ta mặc kệ ông dùng cách nào, nhất định phải tìm được tên họ Lâm đó cho ta bị hắn đả thương nặng như vậy, nếu như để phụ thân ta biết được thì ta không dám đảm bảo ông ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu. Vẻ mặt Diêm Thiên Thụy âm lãnh, gần từng chữ một nói. Trong lòng Khổng Nguyên cực kỳ bất đắc dĩ, đối phương ra khỏi Tử Viêm Thành thì với nhân lực của Khổng gia căn bản không thể tìm được. Ông ta cũng lấy làm lạ, Huyết Vân Môn ở Tử Viêm Thành vốn cũng có phân đà. Mặc dù lực lượng không bằng vạn gia, nhưng so với Khổng gia thì mạnh hơn rất nhiều, Diêm Thiên Thụy có thể nhờ phân đà giúp đỡ, hoàn toàn không cần thiết làm khó Khổng gia ông ta. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một vị thám tử của Khổng gia vội vàng chạy vào, báo cáo, gia chủ, vừa nhận được tin tức, Lâm Nhất cải trang vào Tử Viêm Thành rồi, hiện tại đang ở trong vạn bảo các. Diêm Thiên Thụy nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, ánh mắt khó giấu nổi lòng tham. Hộp kiếm trên người hắn còn không, Diêm Thiên Thụy đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi khiến thám tử Khổng gia gãi đầu nói, hình như giấu trong áo choàng, có lẽ vẫn còn. Được, ha 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 ha. Diêm Thiên Thụy hô lên một tiếng rồi cười lên một cách điên cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.